Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm tổ chức cộng tu một ngày, chủ nhật hàng tuần. Quý Phật tử cúng dường trai tăng, Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang, giáo dục gia đình và phương pháp niệm Phật. Thời gian ngày 19 tháng 6 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 21 tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên Chư Tôn Đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thảnh thơi một gánh quẩy an nhiên, phủi sạch trần ai bao chướng duyên, thay áo bụi màu tròn áo đạo, tẩy tâm ô trược hiện tâm thiền. Dòng nước trong xanh uống mình, trải qua nhiều vùng đất mênh mông mới đổ dài ra biển. Thời gian lao xa mới cuốn hết bụi trần của cuộc đời. Giáo pháp của Như Lai cũng như dòng nước chảy xiết, phủi sạch trần cấu, xua tan sự dơ bẩn, trả lại cuộc đời sự tươi sáng tinh khôi. Bóng dáng huỳnh y giải thoát của hàng tu sĩ đã mang dòng nước mát ngọt phủ đầy khắp chốn. Nhân dịp là tháng an cư kiết hạ của Chư Tôn Đức, 3 tháng an cư tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ. Vì vậy, hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng 5 năm Nhâm Dần, vâng theo lời Phật dạy, noi gương theo đức mục Kiền Liên, biết được pháp cúng dường là một phương tiện gieo trồng phước đức được chư Phật chứng minh, thánh hiền hoan hỷ, nên toàn thể gia đình sư cô Hành Hải, sư cô Hạnh Hằng và Phật tử Phạm Thùy Thủy pháp danh Liên Thanh cùng toàn thể quý Phật tử tề tự về chùa Quan Thế Âm thiết lễ cúng dường trai tăng, để nguyện đem công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho cha mẹ hiền tiền cũng như đã quá cố, hồi hướng cho toàn thể gia đình thân bằng quyến thuộc được phước khỏe tăng long, siêu sanh lạc quốc. Trước đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh dưới ánh hào quang của 10 phương chư Phật, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của Chư Tôn Đức, giờ đây có Phật tử Phạm Thùy Thủy pháp danh Liên Thanh xin được đại diện cho toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tắc bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên Chư Tôn Đức chứng minh, kính thưa chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 21 tháng 5 năm Nhâm Dần, tại chùa Quán Thế Âm, trước Đại Hùng Biểu Điện, khói nhang trầm nguyện tỏa hương, giải thoát hòa cùng với màu huỳnh y rực rỡ của Chư Tôn Đức. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, ấm áp tình đạo vị, con tên là Phạm Thị Thủy, pháp danh Liên Thanh. Xin được thay mặt cho sư cô Hạnh Hải, sư cô Hạnh Hằng và toàn thể quý Phật tử, xin cúi đầu phủ phục với tâm trí thành, với lòng trí kính, có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ táp bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức, Đức Phật có dạy: như viên ngọc quý giữa đêm dài, không đèn soi sáng có ai hay, cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Sinh ra thời mà không gặp được Phật là nỗi bất hạnh lớn lao cho chúng sanh, song thật diễm phúc thay, cho chúng con còn có giáo pháp của Phật, còn có chư tăng ni
là những bậc trưởng tử của Như Lai đang tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự. Trên Hoằng Dương chánh pháp, dưới hạ hóa chúng sanh, chúng con may mắn thay đời này được làm thân người, được biết Phật pháp, được tu theo pháp môn tịnh độ, và may mắn thay gặp được ân sư, được người từ bi khai thị chỉ dạy qua những lời giáo hóa hết sức bình dị, mộc mạc, nhưng chứa đựng hết những ân tình mà ân sư đã dành như hết cả cuộc đời mình. Người đã truyền bá văn sao để giúp chúng con được học lại những điều căn bản đã thiếu sót bấy lâu nay, như giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, để giữ tâm ý mình trong sạch như lời Phật dạy. Đúc kết từ những kinh nghiệm sống ở thế gian cũng như xuất thế gian, cho chúng con hiểu và sách tấn chúng con trên con đường tu tập. Nhân dịp là tháng an cư kiết hạ của chư Tôn Đức, 3 tháng an cư tu học khép mình trong kỷ luật thiền gia, dành trọn thời gian cho việc tu học tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ. Hôm nay hàng Phật tử chúng con xin được đại diện sư cô Hạnh Hải, sư cô Hạnh Hằng và toàn thể quý Phật tử với tấm lòng chí thành chí kính sắm sanh chút lễ trai duyên, tịnh tài phẩm Phật, thiết lễ trai tăng trên cúng dường lên 10 phương chư Phật, và dưới cúng dường hiện tiền chư Tôn Đức. Nguyện đem công đức lành này hồi hướng kỳ an cho Phật tử Đỗ Xuân Ngọ, pháp danh Tuệ Phúc, Phật tử Bùi Thị Tín, pháp danh Diệu Tín, Phật tử Hồ Nhữ, pháp danh Trúc Đằng, Phật tử Ngô Thị Thìn, pháp danh Trúc Giác, Phật tử Phạm Văn Hải, Phật tử Bùi Thị Tuyết, Phật tử Phạm Văn Quyết, và cùng cầu siêu cho hương linh Phan Văn Thanh, pháp danh Minh Quang, hưởng thọ 80 tuổi, hương linh Đặng Phúc, hương linh Đỗ Thị Dậu, pháp danh Diệu Tâm, hương linh Bùi Văn Tám, hương linh Phạm Thị Tám, hương linh Phạm Văn Túy, hương linh Phạm Văn Dương, hương linh Phạm Thành Hiệp, hưởng dương 56 tuổi, cùng cửu huyền thất tổ ngưỡng mong nhờ vào oai thần của 10 phương thanh tịnh tăng già, cùng với sự thành tâm chú nguyện của chư Tôn Thiền Đức, nương vào Phật lực, pháp lực, tự tánh công đức lực sẽ cảm thông qua muôn ngàn thế giới với một sức mạnh vô biên. Thừa tư thiện phước, tốc thoát ta bà, tạo đăng lạc cảnh, cùng tất cả chư vị hương linh được chọn niềm hoan hỷ, tiêu trừ nghiệp chướng mà được siêu sanh tịnh độ. Và cũng xin hồi hướng công đức này cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền cùng tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới được thừa hưởng công đức này mà tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm thường lạc, tinh tấn niệm Phật, một đời này liễu sanh thoát tử, tốc thoát xa bà, mãng sanh cực lạc. Một dạ chí thành dâng quả phẩm, tịnh tài hiến cúng hiện tiền tăng, ngưỡng mong Tôn Đức từ hoan hỷ, nạp lễ chứng minh những tấm lòng. Vật phẩm tuy đơn sơ đạm bạc, nhưng với tấm lòng chí thành chí kính ngưỡng mong trên chư Tôn Đức từ bi chứng minh, nạp thọ lễ Phật cúng dường này để cho toàn thể chúng con được chọn phần hiếu sự, hoàn thành sở nguyện trong muôn một. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí thiết của Phật tử Phạm Thùy Thủy, pháp danh Liên Thanh, đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đê đầu và đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Khả Nhan cùng chư Tôn Đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ xướng lễ niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trên chư Tôn Đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con với tấm lòng tri ân sâu sắc xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo thủy từ gia hộ cho quý Ngài có thật nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường, thường trụ Ta Bà để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Và chúng con kính chúc toàn thể quý liên hữu và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh cực lạc. Cuối cùng chúng con xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho thế giới được hòa bình và muôn loài chúng sanh được an lạc. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn Chứng Minh, kính bạch trên Chư Tôn Đức Chứng Minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thân giới phẩm đã nhuộm màu Phật Pháp, áo cà sa kết nạp ruộng phước điền, cho chúng sanh gieo chút ít thiện duyên, mong thoát khỏi chốn triền miên đau khổ. Giờ phút này, để cho đạo tràng được trang nghiêm và thập toàn viên mãn, pháp sự được châu viên, chúng con xin thành tâm đê đầu thành kính, đảnh lễ, khải thỉnh Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ bi hoan hỷ, vận chuyển thiện âm, mẫn cố, đại từ mẫn cố, ban đạo từ cho hàng hào học chúng con được trượng thừa công đức. Và chúng con xin thành kính cung thỉnh Sư Phụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng tại chùa Quán Thế Âm. Kính thưa toàn thể quý liên hữu hiện diện cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng 5 năm Nhâm Dần, tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm tổ chức cộng tu một ngày, và hôm nay có chương trình lễ cúng dường trai tăng. Giác Nhàn sẽ chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang nói về giáo dục gia đình, nói về pháp môn niệm Phật để liễu sanh thoát tử và A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu. Hôm nay có Phật tử Phạm Thị Thủy, pháp danh Liên Thanh, ở bên nước Iceland về tại Việt Nam để cộng tu 2 tuần. Nhân gia đình của sư cô Hạnh Hải ở bên Pháp và sư cô Hạnh Hằng ở Đà Nẵng, Việt Nam, phát tâm cúng dường trai tăng để cầu an cho gia đình cũng như cầu siêu cho hương linh Phạm Văn Thanh mất ở tại nước Pháp. Vừa qua cô Phật tử Liên Thanh đã đại diện cho hai gia đình sư cô Hạnh Hải, Hạnh Hằng và quý Phật tử dâng lên lời tất bạch bằng tất cả tấm lòng tôn kính của mình. Chúng tôi thay mặt cho Chư Tôn Đức Tăng ở tại Bổn Tự chùa Quán Thế Âm nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Thần hộ pháp, Bát Bộ Kim Cang hộ trì Tam Bảo, thì từ Chấn Tích Quang Lâm Phóng Ánh Ngọc Hào Quang gia hộ cho chư vị phát tâm như pháp cúng dường được thành tựu sở nguyện. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay Giác Nhàn sẽ nói đến những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về cái việc giáo dục gia đình.
và nói liên quan đến pháp môn tịnh độ và trích ra một số những cái đoạn ở trong Cảm ứng Thiên có nói về cái việc quả báo thiện lành của việc kiên giết phóng sanh ăn chay và cái quả báo xấu ác của người sát hại sinh linh. Khi chúng tôi đọc vào trong Cảm ứng Thiên thì trích ra được 3 đoạn khoảng 40 mấy trang giấy A4 lần in thành sách, in 5.000 cuốn để tặng cho quý Phật tử trong cái dịp giỗ Sư Cô Liên Phương mùng 5 tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên thầy Minh thì đang đọc thành 3 cái file MP3 sẽ đưa lên mạng, đọc được một file rồi. Thì chúng tôi đọc vô cuốn sách này cảm được cái lời trong Cảm ứng Thiên có nói về cái việc phóng sanh và sát sanh quá hay, có những câu chuyện quá xuất sắc. Bèn cho đọc ra sách nói, giọng đọc của thầy Nhuận Minh và đang in 5.000 cuốn để tặng cho mọi người. Tuy nhiên hôm nay sẽ có một đoạn khoảng 4 mặt trang A4, khoảng 2 tờ giấy A4 đó. Chút nữa Giác Nhàn sẽ giới thiệu thì Nhuận Minh đọc để quý vị nghe những mẫu chuyện. Hôm nay nói về cái việc mà cái đĩa Chủ Nhật vừa rồi đó. Thì Chủ Nhật vừa rồi khi giảng phát trực tiếp xong thì để khoảng 3 ngày thì khoảng hơn 8.000 người xem trong đó. Cộng lại sáng hôm nay 2 giờ khuya chúng tôi mở cái kênh YouTube ra thì thấy 10.000 người xem. Chắc là hôm qua quý Phật tử có xem phát trực tiếp ở tại chánh điện của chùa mình. Cái lượng người trong vòng 1 tuần Chủ Nhật trước đến Chủ Nhật này mà gần 20.000 người. Đây là cái lối phổ biến thiện thư, phổ biến Phật Pháp trên đường truyền Internet. Nói đến đây thì chúng tôi nghĩ đến cái ân của lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không. Năm 2011, 14, 16, 3 lần chúng tôi qua gặp Ngài. Ngài đều hỏi là Internet Việt Nam có tốt không? Nghĩa là có nhận được cái tín hiệu cái những cái bài giảng của Hòa Thượng để lên trên Internet không? Ngài dạy người rất khéo. Nghĩa là hiện tại thời đại thông tin điện tử, Internet, khoa học nó phát triển thì chúng ta có thể ngồi tại nhà, chúng ta có thể tham dự được. Nếu ai có thể làm một cái phòng nghe giảng hoặc giả trong phòng khách hoặc trên bàn Phật, ngồi mặc áo tràng trang nghiêm để tham dự cái buổi nói chuyện của chúng tôi thì công đức quý vị giống như ngồi trong cái pháp hội như vậy. Thì số lượng người gần 20.000 người mà trong thời gian quá ngắn đó là chỉ có 1 tuần lễ thôi. Và cái YouTube này nó sẽ để ở trên mạng lâu dài nữa. Thì cái công đức của người dựng phim, cái công đức của người truyền tải và cái công đức của người lập cái chương trình YouTube. Thì chúng tôi thấy xã hội hiện nay nếu không có sự giáo hóa của Thánh Hiền thì con người của mình càng ngày càng vong thất, tức là mất hết những cái đạo đức và cái bản tính của con người. Mà khi cái bản tính của con người mất thì thú tính nó xuất hiện, buộc là phải thú tính xuất hiện trước, rồi quỷ tính và người ở địa ngục tính xuất hiện. Khi mà con người giữ vững được cái bản tính làm người là thiện nhân thì họ sẽ nâng cao cảnh giới, bắt đầu họ là cảnh giới của trời, của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Họ niệm Phật nguyện vãng sanh thì cảnh giới của họ phải là cảnh giới Phật. Tuy rằng thân của họ chưa có mãn phần, thọ mạng chưa hết, mà tâm của họ đã vẫy vùng nơi ao báu Tây Phương Cực Lạc. Câu này trong văn sao nghe tuyệt hay. Thì thân họ đang nằm trên giường bệnh mà tâm đã ở địa ngục trả quả báo, chưa đợi chết. Tuy là cảnh người, cho nên hôm nay quý vị ngồi ở đây, cảnh giới của từng người trong này bắt đầu nâng cao cảnh giới. Buổi giảng này tương đối khá quan trọng.
Tuy nhiên cái lượng người mà gần 20.000 người trên thế giới và trong nước Việt Nam xem cái YouTube Chủ Nhật vừa qua, nhưng mà cái số lượng người để xin sách Thiện Thư chúng tôi giới thiệu là Oan Sĩ Toàn Thư, Cảm Ứng Thiên, Thọ Khang Bảo Giám, thì với số lượng cũng quá ít, chưa thành tỷ lệ, chưa được 100 người. Vì vậy cho nên lời dạy thánh hiền, lời dạy đạo đức, lời dạy của Phật Tổ để mà truyền bá trong thế gian này thực sự là khó. Nghe được đó, nhưng mà để quý kính bộ sách giống như là một rương vàng, hơn rương vàng, vì rương vàng không biết nói lời thánh hiền. Rương vàng gặp những người mà có thiện lành, có tinh nhân quả thiện lành, họ có thể làm rương vàng này là chuyển tịnh tài sang thiện nghiệp được. Danh từ này trong văn sao cực hay. Còn rương vàng đó, tiền của đó mà giao cho kẻ ích kỷ, tiểu nhân, ăn chơi chát tán, thì rương vàng này trở thành ác nghiệp. Tiền tài họ đem, họ sử dụng cho cái chuyện ăn chơi chát tán, xa đọa, cũng là đồng tiền. Trong văn sao Ấn Tổ nói cái chỗ này rất hay. Đồng tiền nó là một loại giấy không có biết nói, không biết suy nghĩ. Nhưng con người mình dùng đến nó, nếu mà là con người thiện nhân thì dùng nó trở thành thiện nghiệp, là đời sau có thể họ hưởng phước cõi trời cõi người. Nhưng mà những người họ khôn khéo hơn chút, họ đổi cái tịnh tài ra in kinh phóng sanh làm phước, hồi hướng về cực lạc, thì cái tịnh tài này trở thành tịnh nghiệp. Cái câu nói này chúng tôi thực sự là tâm đắc, để trong lòng. Mà đã để trong lòng rồi phải làm cho bằng được. Không cần phải nhiều, ít cũng được, ít làm ít. Đòi hỏi thân tâm của mình phải thanh tịnh và muốn làm. Hôm trước chúng tôi nói cái từ hai chữ là tâm thí, thì mình ông tâm đắc. Ông nói hôm nay học thêm được hai từ là tâm thí, tài thí, pháp thí, vô ý thí, tâm thí. Khi mình có cái tâm mình muốn bố thí cúng dường rồi thì trước sau gì mình cũng làm được. Mà khi có cái tâm này rồi, bắt đầu nó chiêu cảm cảnh giới và nhân duyên sẽ đưa đẩy đến cho mình. Nếu là tâm xấu ác thì nhân duyên cảnh giới ác đưa đến. Nếu mà tâm là tâm thánh thiện, tâm hiền lành, thì cảnh giới hiền lành, cảnh giới thánh thiện và những người hiền thiện đến giúp cho mình làm. Tâm chiêu cảm cảnh giới. Vì vậy cho nên hôm nay thực sự chúng tôi rất là mừng có một số các thầy đang tịnh tu ở các thất, như thầy Những Từ, rồi một số thầy Quán, thầy Hoàng, thầy Tướng, thầy Thanh. Lúc trước chúng tôi thực sự anh em huynh đệ thì khi ở chung mấy thầy đi ra chúng tôi cũng buồn. Thực sự cũng buồn. Bởi vì mình ăn một buổi cơm với nhau và ở trong một cảnh giới, khi một người ra đi thì trong lòng mình thấy nó cũng hơi lạnh tẻ. Heo chó mà khi nó lạc bầy nó còn kêu quẳng quẳng, ếch ếch. Dịch nó kêu cạp cạp, gà nó kêu quát quát, nó lạc bầy. Mà con người mình là nhân tính, nó cao hơn là thú tính, mà không có cái chuyện này thì không thể được. Tuy nhiên mấy thầy ra thì thấy thầy tu cũng vẫn tốt, vẫn tốt, chưa bị xe xẻ nó bắt đi, cũng mừng, căn lành khá cao. Hôm qua chúng tôi gọi cho thầy Nhật Minh với lại thầy Nhận Lợi, các thầy đang ngồi hội họp với nhau và có nghe cái đĩa tuần trước, và tuần này các thầy sắm chuẩn bị một cái phòng nghe pháp rất tốt. Thì đó là một cái việc mà thực sự chúng tôi rất là hoan hỷ. Lúc trước thì thầy Lợi vô đây để thỉnh chúng tôi ra giảng, nhưng mà chúng tôi nói là chúng tôi đọc vào văn sao thì Tổ sư Ấn Quang ngài có những cái điều ngài không làm. Thứ nhất là không làm giảng sư, thứ hai không làm chủ trì, thứ ba không độ chúng xuất gia, và thứ tư đó là ngài không quản tài.
Cho nên thành ra chúng tôi giảng 8 lần ở chùa Vĩnh Nghiêm, xong rồi chúng tôi quay về tịnh tu, mãi đến hôm nay cũng 3-4 năm. Tuy nhiên hôm nay thì tại chùa của mình, quý Phật tử về cúng dường trai tăng, rồi quý Phật tử về tu chủ nhật, thì chúng tôi phải lên đáp lại tấm lòng thậm tình của quý vị. Trong cái việc mà Ngài nói không có làm giảng sư đó, Ngài mở ngoặc ra một cái, Ngài nói rằng tuy rằng không thăng tòa thuyết pháp, không đi đây đi đó để lập pháp hội thuyết pháp, nhưng mà tùy nghi những người Phật tử họ đến với mình cũng phải nói kinh giảng pháp cho họ nghe. Nhưng mà không lấy cái việc mà hàng ngày mình phải thăng tòa thuyết pháp. Vì sao? Vì thứ nhất là cái người tu tịnh độ rất dễ tổn khí. Hàng ngày niệm Phật ra tiếng, tụng kinh ra tiếng, trì chú ra tiếng, lễ Phật nhiều lúc cũng ra tiếng. Rồi công việc mình lo dạy cho đại chúng nữa, mà mình thường thuyết pháp nữa, thì cái khí lực của mình là hơi thở nó chịu không nổi, nó không đủ. Thì người này lâu ngày sẽ tổn khí. Vì vậy cho nên thành ra Ngài chỉ có tiếp khách, mà Ngài cũng kêu là tinh thần không đủ, khí lực không đủ, dễ sợ. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay thực sự chúng tôi cũng tán thán công đức của quý thầy đã kính trọng lời của Thánh Hiền và quý mến cái tình huynh đệ của chúng tôi. Mà quý thầy lập một cái phòng nghe pháp của quý Phật tử về, quý thầy bảy vị ở ngoài Hạ Tỉnh Chùa Đá. Thực sự hôm nay chúng tôi tán thán trước đại chúng là hôm nay bắt đầu vào cái quy củ. Và quy củ nghĩa là quý thầy thích nghe lời Thánh Hiền, và hôm nay bắt đầu thích đọc sách Thánh Hiền. Chúng tôi chuẩn bị gửi 5 cuốn sách điện tử ra cho quý thầy. Hôm bữa thầy lợi, thầy cầm cái bộ sách Cảm Ứng Thiên, thầy đọc. Nghe thầy Phổ nói đọc đến nỗi mà 9-10 giờ tối đến 5 giờ sáng say mê trong đó. Tuy nhiên đối với Tổ sư Ấn Quang thì Ngài có cái khuyên đọc sách như vậy. Khi mình đọc sách thì mình phải quý kính và sám hối tất cả những cái tâm tạp niệm của mình, và giống như gặp khách quý. Mà khi gặp khách quý mà mình tiếp khách lâu quá thì mình cũng sẽ mệt. Nếu đọc sách nhiều quá, thời gian quá nhiều thì tinh thần mình sẽ mệt, ngày mai công phu nó sẽ ẻ ỏi. Thêm thế nữa, Ngài có rầy một chút xíu những người mà đọc sách nhiều quá. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi vẫn biết là thầy Lợi, thầy sẽ thích thú quá, thầy đọc trong thời gian một vài lần như vậy thôi, chứ không thể đọc nhiều như vậy được. Tổ sư Ấn Quang Ngài nói là có những người họ gặp bộ sách họ quý quá, họ đọc ngấu nghiến, họ đọc hết bộ sách thì họ sẽ chán, không đọc nữa. Vì sao vậy? Thứ nhất là đọc nhiều quá một lần tinh thần sẽ mệt mỏi, vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là khi mình đọc lướt qua như vậy, mình không có thời gian chiêm nghiệm, mình không có thấy cái thú vị ở trong đó, thì đâm ra sẽ chán. Cái lối đọc sách của chúng tôi và bây giờ tại chùa của mình là cả một buổi chiều là dành thời gian đọc sách. Chúng tôi đọc rất chậm. Khi đọc ra thấy mẫu chuyện hay, chúng tôi bèn copy ghi lại. Đoạn nào hay bèn copy để lại, ghi ra đọc tới đọc lui. Cho nên hôm nay chúng tôi có cái vốn mà nói chuyện với quý vị là chúng tôi đọc sách ít. Lúc trước là rất ít, hôm nay có cuốn sách đọc điện tử nó đã đọc hơi nhiều, chứ lúc trước đọc sách hơi ít. Chỉ nghe văn sao thầy Tấm đọc ra thì nghe là nhiều. Đọc sách để soạn ra để mà giảng và cho thầy Minh đọc hơi ít hơn. Nhưng hôm nay có cuốn sách điện tử đọc hơi nhiều. 2-3 tiếng, có khi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng một ngày không chừng. Nhưng mà lối đọc của chúng tôi để trải nghiệm cho cùng mấy anh em đó là chúng ta không đọc một lần dồn 5-7 tiếng, 5-6 tiếng nhiều quá. 45 phút một tiếng là bắt đầu chúng tôi đi tản bộ để chiêm nghiệm lại cái lời mình vừa đọc qua. Cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang Ngài nói rằng là khi đọc sách mình không có dồn toàn bộ tâm tư và thích thú quá, hôm sau nó sẽ chán. Cái tâm lý của mình, cái gì mà thích thú quá hôm sau nó sẽ chán, và về sau nó sẽ chán. Mình sẽ cầm chừng lại cái sự thích thú đó trong chừng mực để nó nuôi dưỡng cái sự thích thú đọc sách đó lâu dài. Cái chỗ này lưu tâm. Mà muốn mà để đọc mà cái đoạn đó mà mình thích thú là đừng để nó trôi qua luôn. Phải bèn ghi chép lại. Những chỗ nào tâm đắc bèn ghi chép lại, đừng cho trôi qua. Đây là cái cách đọc sách. Ít nhưng mà hiệu quả.
nhiều mà không kết quả, do mình cái não mình nó không có thể tiếp thu được cái số lượng thời gian 4-5 tiếng, 5-7 tiếng liền một lần được với nó. Có những lúc chúng tôi đọc một mẫu chuyện mình không nhận diện được là do cái não của mình nó hơi mệt, là chúng tôi biết rồi là chúng tôi đi kinh hành niệm Phật, niệm Quan Âm xong rồi quay vô đọc khác liền. Hôm nay tặng cho quý thầy mấy cuốn sách đó về đọc. Thì chúng tôi sơ qua nói cái việc đọc sách và tán thán một số quý vị đã hưởng ứng cái lời của chúng tôi truyền tải lời Thánh Hiền cũng như là văn sao của Tổ sư Hướng Quang. Chúng tôi nói đến cái giáo dục gia đình mà ở trong Cảm ứng Thiên có nói ba cái điều làm mình phiền lỵ. Đọc lại trong văn sao thấy một số những cái điều trong Cảm ứng Thiên mà Tổ sư Ấn Quang có trích ra, và ở trong An Sĩ Toàn Thư, Thọ Khăn Bảo Giám vân vân, những bộ sách này Ngài có trích ra để ghi vào trong văn sao. Ba cái điều này chúng tôi chưa thấy trong văn sao, nhưng nó cũng nằm trong cái việc của giáo dục gia đình. Vì sao hôm nay chúng tôi nói điều này? Vì gia đình của mình bị khủng hoảng, lụng bại và có vấn đề rối rắm trong đó quá lớn. Vừa rồi có cô Quảng Hà ở bên Las Vegas, Hoa Kỳ, trước khi cô rời khu chiên tu, vừa rồi chúng tôi giảng khu chiên tu, cô có xuống, cô nói con có nhắn nhủ với sư phụ một điều. Hỏi điều gì? Kim nhờ con xem qua cái bộ sách giáo dục gia đình của Tổ sư Ấn Quang, và nhất là cái đĩa sư phụ giảng về Du Tình Ý Công, mà cái nhân vật ở trong đó mà làm cho con kính ngưỡng, những nhân vật đó làm cho con kính ngưỡng ông Du Tình Ý Công, vợ của ông Du Tình Ý Công, bà Mai Quyên. Bà này là một nhân vật, người phụ nữ thánh hiền mà chúng tôi tâm đắc bà này, tâm đắc cô phụ nữ này. Bà kêu khi con nghe đến điều này và con nghe tới nghe lui cái địa giảng sư phụ, bắt đầu cái tâm tư và cuộc sống và tâm trạng của con bắt đầu thay đổi. Ông chồng ngạc nhiên, bữa nào sư phụ phải nói lại cái việc giáo dục gia đình, bởi vì bạn của con coi như là khi lập gia đình, những đứa mà giàu có đó thì nó chảnh hách dịch xem chồng không ra gì, những đứa mà nghèo cùng túng thiếu khi mà có chồng giàu thì nó mặc cảm, tự ti, khổ, cho nên gia đình không yên ổn chút nào và nhiều cái việc vấn đề rối rắm. Cho nên con mong rằng buổi giảng sau sư phụ nói về cái việc giáo dục gia đình. Hôm nay chúng tôi nói ba cái điều mà trong gia đình làm cho mình phiền lỵ. Lắng nghe cho kỹ chỗ này. Trong sách Cảm ứng Thiên nói ba cái điều mà khi mình đọc trong sách mà mình nhớ, mình nói lại được cho người ta để mình áp dụng, thì đòi hỏi mình phải ghi ra và làm sao mình ghi vào bộ nhớ trong tâm của mình, đừng cho nó luống qua. Thứ nhất là gia đình làm cho mình phiền lỵ. Thứ hai là tiền tài làm cho mình phiền lỵ. Và thứ ba là thân miệng ý của mình làm cho mình phiền lỵ. Họ chỉ nói ba điều này, bắt đầu họ mới giảng trạch ra. Hôm nay chúng tôi sẽ nói để cho quý vị xem vì sao quyến thuộc gia đình làm cho mình phiền lỵ. Lắng nghe nè. Trước là chúng tôi nói đến cái gia đình của chúng tôi trước một chút. Vì sao chúng tôi vào chùa còn thở bé, 12, 13 tuổi mà biết khổ rồi. Khổ cái gì ạ? Gia đình, bố mẹ lời qua tiếng lại, anh em không hòa thuận, làm gia đình rối rắm. Khi nhà chúng tôi làm cà phê gần chùa, chúng tôi đến đó làm cà phê, qua chơi với quý thầy, quý sư, thấy cuộc sống của các vị đó quá là an lạc, thánh thiện. Chúng tôi muốn sống đời sống như họ, xin đi tu. Không chịu nổi với cái gia đình mà lời qua tiếng lại của bố mẹ, nhất là bố là ông cụ, ông uống rượu, mỗi bữa tối là phải có rượu. Mà khi có rượu vô rồi thì ông nói chuyện nó nhè nhè. Sư cô Liên Phương mới lại bực khó chịu lên lời qua tiếng lại. Lý do gì? Không gặp được sách Thánh Hiền. Gia đình không nung đúc được lời dạy Thánh Hiền và không làm được lời dạy của Thánh Hiền, cho nên nó có cái sự lộn xộn ẩu đả với nhau. Cho nên mà thực sự mẹ chúng tôi á, mà được một nửa, 1/3 của bà Mai Quyên thì tuyệt, tuyệt, tuyệt. Vì sao bà Mai Quyên mới được điều này?
mẹ của bà Mai Quyên đó là thầy giáo. Mà thầy giáo đó đi dạy lời thánh hiền, cho nên bà nôn đúc từ trong thai giáo. Đúng không? Như vậy khi mà mình là một gia đình mà không được dạy lời thánh hiền, mẹ mình không học lời dạy thánh hiền, sanh mình ra không phải là thánh hiền, là một người nghịch nữ, một người phụ nữ ngang ngạnh nghịch ngợm, không có tánh nhu hòa, nhu mì, không có công ngôn dung hành, thì khi họ lập gia đình, họ sẽ làm ông chồng này sẽ là một người coi như là đối đầu oan gia với nhau luôn. Con họ đẻ ra là nghịch tử, bởi vì họ là nghịch nữ, họ là một người không phải là hiền mẫu, cho nên con họ cũng phải là hiền tử. Vân Sao nói chỗ này cực hay, cực hay ngay chỗ này. Thường cha mẹ đổ lỗi cho con cái, đúng không? Vừa rồi chúng ta nói có cái cô đó, cô ở Quảng Nam, cô đi với một người con từ Đắk Lắk vô, mà đứa con xì ke ba tí, cô trách nó. Chúng ta nói trước phải trách cô. Có vì sao trách con? Cái cô không dạy cho nó nên người. Nếu cô dạy nó hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, dạy lời thánh hiền, nó tin nhân quả, bất hiếu với mẹ là giảm thọ 12 năm, 50 năm, nó sẽ chết sớm. Nó không có thể làm nên sự nghiệp được, do là bất hiếu. Vạn ác dâm đứt đầu, vạn thiện hiếu vi tiên. Mà vạn ác cũng là bất hiếu đấy. Thì nó sợ thì làm gì nó dám cãi cô, nó nói hỗn láo hỗn xược với cô. Lúc đó cổ mới gục đầu cổ chịu. Lúc đó cổ mới chịu là cái chuyện là do cổ. Mà bây giờ đã là do mình rồi thì bây giờ mình tìm cách làm sao đây? Cái cách giáo hóa của mình làm sao đây? Học lời thánh hiền, tự thân của mình phải thúc liễm thân tâm để làm một người gương mẫu, không nói nhiều nữa mà chỉ làm một người tốt, thì tự nhiên cái con người tốt đó đi vào trong tâm thức của nó sẽ thay đổi. Còn nói mà tâm thức của mình vẫn là nghĩ sằng bậy, nói mà miệng của mình nói những lời coi như là không đủ cái uy đức và không có thiện ngôn, và hành động của mình cũng sai trái, thì nói nó không có tác dụng. Dẫu mình có tốt mà chưa đủ cái sức hàm dưỡng, cho nên vẫn chưa dạy nó được, thì đòi hỏi phải thân giáo. Cái cách này là cái cách đặc biệt trong Văn Sao Ấn Tổ, nói dùng lời nói sẽ bị tranh cãi, mà dùng thân giáo hóa họ sẽ thuận theo. Chúng tôi thấy các vị Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đâu Xuất thì hiện vào cõi Ta Bà là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình, đúng là Thái tử Tất Đạt Đa. Khi có gia đình gặp Hoàng hậu Gia Du Đà La, có một người con La Hầu La, bắt đầu rời khỏi gia đình liền. Đúng không? Rời khỏi gia đình liền. Và Ngài nói là mười phương chư Phật thành Phật phải là một người rời khỏi một gia đình ích kỷ, nhỏ nhen, dầu đó là một cung vua, vua Tịnh Phạn. Đúng không? Rời khỏi một gia đình ích kỷ nhỏ nhen, khai mở một tâm lượng vĩ đại vì tha nhân, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Vì Ngài đi tìm một cái gia đình mà không còn ranh giới giữa Ấn Độ Việt Nam, Ấn Độ Trung Quốc, hoặc là vua Tịnh Phạn với lại là một nước khác. Ngài tìm gia đình này, và cuối cùng Ngài thành tựu được 1250 vị tỳ kheo. Và cái sức ảnh hưởng của gia đình của Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền mãi 3.000 năm đến bây giờ vẫn còn. Và cái thọ mạng đến bây giờ còn đến bao nhiêu nữa? 9.000 năm nữa là 12.000 năm chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Bắt đầu bước vào thời mạt pháp 1.000 năm. Còn lại 9.000 năm nữa cái sức ảnh hưởng của cái gia đình của Đức Thế Tôn. Kinh khủng không? Và Ngài nói rằng nếu ai cũng đi tu như Ngài hết thì không thể nào đi được như vậy. Không thể người nào cũng làm được như Ngài. Thì Ngài mới đem cái nguyên tắc để cho một gia đình đó là cư sĩ tại gia, còn vợ còn chồng. Đúng không? Giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, làm được không? Đọc thì dễ nhưng làm khó đấy. Khó đấy. Và hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận. Chồng hòa vợ thuận chứ. Anh nhường em kính, chủ nhân từ tớ trung thành,
làm được điều này không? Nếu làm được điều này mới gọi là một gia đình hoàn thiện, mới gọi là Phật tử, gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nếu mình chỉ có quy y thôi, được pháp danh, cũng lên được truyền giới, và được quy y Tam Bảo, có quý thầy, tam sư thất chứng để chứng minh cho mình, nhưng mà mình không làm được, không làm được. Chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, giữ năm giới, làm những điều thiện làm không được. Tại đây gọi là nhân danh Phật tử, nhân danh thôi. Mà đã có danh mà không có thực á, thì người này vẫn đọa lạc như chơi, vẫn đọa lạc như chơi. Chứ không phải là mang cái mác là Phật tử, là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có long thần hộ pháp, chư Phật gia hộ, mà trong khi đó tâm nghĩ ác, lời nói ác, hành động ác, thì phải đọa lạc, dầu cho con Phật. Vì vậy cho nên thành ra danh phải hợp với tánh. Nếu mà tánh không hợp với danh mà vẫn mang cái danh như vậy thì không có nhục gì bằng. Kìa, trong văn sao ông Tổ nói không nhục gì bằng. Nếu mà kêu là tỳ kheo giữ 250 giới, là sa di giữ 10 giới rồi, Phật tử giữ 5 giới mà làm không được, mà nhân danh á, thì không có nhục gì bằng. Mà làm được mà nhân danh á, thì người này cũng không xài được, không sử dụng được, ngã mạng. Ghê dữ, sâu sắc cực kỳ. Mình làm được nhưng mà tâm mình khiêm nhường, khiêm tốn, lúc nào cũng thấy mình là người tu chưa đến đâu, phải khiêm hạ như vậy, thì con người này mới thực sự gọi là thánh hiền. Nói đến đây chúng tôi kể đến một cái gia đình cho Phật tử. Vì sao hôm nay chúng tôi nói đến cái giáo dục gia đình? Bởi vì trong cái việc ly hôn gia đình đến hôm nay các tòa án họ kêu ca quá rồi. Cái án ly hôn quá lớn, dẫu cho ly hôn chưa được vẫn là ly thân. Và người ta chưa ly thân nhưng mà trong nhà họ vẫn là tâm không hợp nhau, tâm họ ly gián, họ không bằng lòng với lời nói người đó. Hai vợ chồng không bằng lòng, cha con không bằng lòng, vợ con không bằng lòng, cha mẹ không bằng lòng. Có cái sự không bằng lòng rạn nứt từ ở trong nội tâm. Danh từ chúng tôi thường dùng đó là mâu thuẫn nội tại. Giữa cái mâu thuẫn nội tại của mình với mâu thuẫn nội tại của gia đình mình, bắt đầu nó rạn nứt từ từ rồi, nó ly cách. Thì có một cô Phật tử đó, cô nghe chúng tôi nói về giáo dục gia đình, cô nghe chúng tôi có giảng về văn sao một thời gian, cô kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện này. Giờ chúng tôi nói lại cho quý vị. Họ làm được, mình làm được. Ông chồng mà hơn 60 về hưu rồi, nhưng mà ông này cũng khá giỏi, cho nên thành ra vẫn tiếp tục đi làm. Có xe con đi làm riêng, vợ ở nhà. Thì lúc trước cô chưa biết tu thì cô trông đợi người chồng về khi nấu cơm, mà chồng gọi điện thoại về nói là anh ăn cơm bên ngoài rồi, ngang bả ngồi bả nghẹn ngang cổ ăn không được, buồn. Rồi bắt đầu thân thể cũng tiều tụy, cũng khổ lắm. Sau đó rồi cô tự hỏi lại mình, cứ như vậy hoài làm sao mình sống được. Bắt đầu cô tìm lên trên mạng, cô nghe điện chúng tôi. Bắt đầu cô có chỗ nương tựa. Lúc trước là ông chồng là chỗ nương tựa tuyệt đối. Nếu mà ông không về ăn cơm hoặc đi qua đêm một cái là buồn rười rượi, ngủ không được, khổ cực kỳ khổ luôn. Nằm suy nghĩ đủ kiểu, không biết theo cô gái nào, hoặc là ông đi cái bờ bến nào, khổ khổ cực kỳ khổ. Mấy bạn có tâm trạng này không? Có phải không? Thì khi mà cô nghe pháp được rồi, bắt đầu là cô mới lên trì chú đại bi. Bây giờ thấy Tổ sư Ấn Quang nói là mỗi ngày Tổ sư Ấn Quang buổi tối là 5, 25, 50, 75 á. Con nghe chúng tôi nói như vậy rồi, cái người mà khổ rồi bắt đầu họ bám liền, họ bám vô liền. Họ vô tối trì chú đại bi mà tụng bằng miệng thôi chứ chưa có mấy. Sau bắt đầu có niệm Quan Âm, niệm Phật, tôi thấy cái lòng của nhẹ xuống. Bớt đau khổ khi chồng trái lòng nghịch ý. Dụng công như vậy tu một thời gian, 5-7 tháng gì đó, gần 1 năm. Bữa cô ra cô ngồi chơi với bạn, nhà kề có cái quán cô ra ngồi chơi đó, thì ông chồng mà hẹn với cô gái đó một cái điểm đó và lên xe cùng đi gần nhà luôn. Bởi vì ông chồng thấy bà này hiền quá rồi, thôi ông muốn làm gì ông làm mà. Thì khi mà ông kêu cô đó đến một cái lên xe đi, thì mấy người bạn ngồi chơi với nhau nói ông chồng mày như vậy, mày để như vậy rồi sao mà chịu nổi, tao tức ối máu mà. Mày tối nay mày về cái mình làm cho ổng một trận, mày đi tìm cái con nhỏ kia mình rách mặt mày tạt xích nó cho tao. Nó dữ dằn lắm. Thì cổ im ru, cổ cười, cổ không nói gì hết.
Anh kêu nếu làm vậy rồi lửa đổ thêm dầu, rồi nhiều lúc ly tán đi nữa, rồi con nó khổ. Con nói toàn bộ những cái đạo lý mà những người khác nghe không lọt tai, mấy người hàng xóm nghe không lọt tai, mà nói cái kiểu đạo đức giả của mày. Tôi mệt mày quá mày ơi, thôi mày làm gì mày làm đi. Cuối cùng bắt đầu cổ về, cổ hành sự sao? Vẫn lấy quần áo bỏ trong nhà tắm, ủi thẳng thớm để cho ổng tắm, nước nóng chuẩn bị, lo đầy đủ hết mọi thứ, cơm nước như không có chuyện gì xảy ra, lo tốt hơn. Bây giờ có nghe cái điều Thánh Hiền nói, nếu mà mình là một người hiền mẫu, một người hiền thiện, thì khi những người khác làm cho mình khổ đau, những người khác làm trái lòng nghịch ý, những người khác coi như là phụ bạc với mình, mà mình phụ bạc lại, thì mình cũng phàm phu đồng giống như họ. Không hơn gì á. Bây giờ mình phải làm sao cho hơn? Hơn bằng cách gì? Phải đem một cái tâm rộng lượng, bao dung, hoan hỷ, tha thứ, thương yêu, và coi như là cái chuyện đó mình có thể là mình chấp nhận được. Cơm nước xong trong cái bàn ăn cậu mới nói, cái chuyện của anh làm thì bấy lâu nay em biết hết, những người anh đi theo như thế nào đó, thì thực sự đây là cái lỗi của em. Không, cái chuyện cái lỗi ổng, cái lỗi của em. Em không có lo trọn vẹn một người vợ đầy đủ cho anh, cho nên anh phải đi tìm người khác. Đó cái lỗi của em xin lỗi trước. Nếu mà anh đưa người đó về và muốn đám cưới hay muốn gì đó, em cũng thật lòng hết sức hoan hỷ. Bởi vì một mình em lo không đủ và không tròn bổn phận, thì anh đưa người khác về lo thêm tốt không sao. Mà cái lời nói của cổ rất là chân thật. Nó không phải giận lẫy nha. Nói kiểu giận lẫy của mình nó khác lắm. Phàm phu nói kiểu giận lẫy nó khác. Thì khi mà cổ nói bằng tấm lòng chân thật như vậy, mà khi cổ nói như vậy, nếu mà ông chấp nhận thì cổ cũng có con đường là vô chùa gần mình thuê cái nhà tu rồi đó, và chuẩn bị trước hết thôi, có cái chỗ nương tựa rồi đó. Cái chỗ này nhiều người có cái cảm giác này lắm. Khi mà nói bằng tấm lòng chân thật như vậy, và trong cái quá trình mà cổ lo lắng như vậy đó, thì anh này ông cảm động. Tự nhiên ông suy nghĩ, ông nói người vợ này là người vợ tốt. Cái người mà lan chạ cho mình, dụ dỗ mình, mà người phụ nữ đó là người không tốt. Họ nhận diện ra liền, có người mình có sự hiểu biết, họ nhận diện ra liền. Và cuối cùng gì? Tự động ông qua, ông nói chuyện với cô gái đó là thôi, bây giờ tôi với cô chấm dứt để tôi trở về lại hạnh phúc gia đình của tôi. Vì cái người vợ của tôi quá đặc biệt. Có phải là người Thánh Hiền dạy cho cái người phàm phu đó một bài học không? Quá hay, hay không? Quá hay. Vì vậy cho nên bắt đầu gia đình bắt đầu mới hạnh phúc trở lại. Mà cái hạnh phúc của cô bây giờ nó khác như hồi xưa. Hạnh phúc của cô bây giờ khác hồi xưa là sao? Cái chuyện mà lớn tuổi rồi vợ chồng hạn chế gần như là cái chuyện để là bạn đồng tu. Bắt đầu là cô sẽ khởi cái niệm lên, đó là giữ gìn sức khỏe cho ông này. Bằng cách là ngủ riêng phòng. Bằng cách ngủ riêng phòng. Ông hỏi vì sao như vậy? Cái sức khỏe để kéo dài thọ mạng thì tinh lực vẫn là điều quan trọng. Thứ hai đó là cái chuyện ăn uống. Nếu mà người mà thường ăn những món có huyết nhục, cộng lại ngồi văn phòng không có tập luyện, không thể dục, không nhắc tay động chân, mà thêm thế nữa đó là không cử được cái chuyện vợ chồng, thì người này phải chết sớm. Vừa rồi mới nghe cái đĩa số 7 Thọ Khang Bảo Giám thì mình đọc, tính ra một năm 365 ngày mà gần 300 ngày cử có các ngày Thánh Hiền hết. Nếu mà phạm vào thì có thể tổn thọ 12 năm, 5 năm, 7 năm, 12 năm. Kinh khủng. Mà đem vô những cái ngày lễ vía 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Ngày Phật thành đạo, ngày Phật đản sanh, ngày các vị Bồ Tát có hết. Đĩa này cực hay. Cho nên cái lời dạy Thánh Hiền trong lúc này đưa ra là quá muộn. Thực sự chúng ta thấy quá muộn. Tuy nhiên đối với những người biết quay đầu và biết áp dụng trong gia đình của họ thì chưa muộn lắm đâu. Chưa muộn lắm. Thứ nhất, gia đình làm cho mình rối rắm. Lắng nghe ngay chỗ này. Bữa giờ chúng tôi chiêm nghiệm cái điều này. Nếu mà gia đình của mình ai cũng học lời Thánh Hiền, ai cũng biết nhân quả, ai cũng biết luân hồi nghiệp báo, và cả trong gia đình của mình học lời của Thánh Hiền, bắt đầu xử sự như Thánh Hiền, thì gia đình người này là gia đình hiền thiện, mẫu mực cho xóm làng, mẫu mực cho xóm làng và cho làng nước. Cho nên hôm nay chúng tôi nói đến đây, mong quý thầy đọc lại cái bộ sách Giáo dục gia đình của Tổ sư Ấn Quang, đọc vào cho kỹ để mình đối nhân xử thế, đối người tiếp vật
coi một người Phật tử vừa bước vào chùa như mẹ mình. Được không? Như mẹ mình. Một cụ già như mẹ mình. Một người đạo ăn đó như cha mình, như em ruột của mình. Phải đem một cái tấm lòng hiền nhân thiện nhân, một cái tấm lòng quân tử, một cái tấm lòng rộng lượng đó để đối nhân xử thế, thì cái phước của quý vị đến ào ào. Phước về tiền của, phước về thọ mạng, rồi cái phước về là phước tướng, nó tăng trưởng ào ào. Vì vậy cho nên thành ra một gia đình hôm nay bị băng hoại là người mẹ không đóng vai được người mẹ là ở nhà thay chồng dạy con. Một người mẹ ở nhà đó là công ngôn dung hạnh, nữ công gia chánh, thiêu thùn, may vá, cơm nước, lo dạy con cái, học lời thánh hiền dạy con cái. Thì cái phước người này lớn hơn là đi tìm tiền về để mình đi làm phước, giúp đỡ những người tha nhân. Có những người phụ nữ họ làm phước, họ lấy đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của họ và họ làm những cái công việc tương đối là kinh doanh khá giàu. Mà trong sách Thánh Hiền nói cái phước mà mình làm ra được bằng tiền của mình cho một cái công ty, một công sở gì đó đi làm phước cho tha nhân, nó không có bằng mình ở nhà dạy con để làm Thánh Hiền. Kinh khủng không? Mình làm trái cái vai mình rồi, nhưng bây giờ rất là khó nói. Chồng đi kiếm tiền, vợ cũng phải đi kiếm tiền, con giao cho bà Vú. Bà Vú cũng không biết gì lời dạy của Thánh Hiền hết. Thì đứa con này ra cái nông nổi gì? Nó đi đến đâu đây? Cùng lắm nó có một cái tư chất đội trời đập đất. Nó là một người thông minh. Nó là người thông minh. Lớn lên nó thành tựu được sự nghiệp kỹ sư, bác sĩ, làm có quan chức gì đó. Nhưng mà nó có tài, nhưng mà nó không có đức. Bởi vì nó không có học được cái lời dạy Thánh Hiền cho nên nó không có đức. Vì nó không có đức cho nên nó là một người ác nhân. Mà nếu nó là có tài á, thì cái ác của nó cũng càng kinh khủng nữa. Còn nó là người không có tài á, đầu đường xó chợ á, thì nó cũng làm cho rối xóm làng, làm bản thân nó phiền lụy và gia đình phiền lụy. Khi một người con trong gia đình đã bị vô tù ra tội xì ke ma tí, người mẹ biết khổ như thế nào. Mà cái khổ đó đã thành quả rồi, không cựa đi đâu, không chạy đi đâu được hết. Vì vậy cho nên hôm nay bắt đầu mình thay đổi lại cái nguồn sống của gia đình của mình bằng cách là hàng ngày phải đọc lời Thánh Hiền. Trong văn sao có cái gia đình đó, mỗi buổi ăn cơm cha mẹ thay phiên, con cái thay phiên đọc giáo dục gia đình, rồi đọc bảo thân tiết dục, rồi đọc mái chèo lâm chung vân vân, cứ mỗi ngày đọc đọc như vậy. 3 năm sau cả gia đình biết hết được cái chuyện lời dạy Thánh Hiền, rồi tu hành sao, rồi giúp cho người vãng sanh sao, họ biết hết. Thì lúc đó cả gia đình mình trở thành quyến thuộc. Lắng nghe cái câu này. Lắng nghe câu này. Nếu biết kiềm chế đúng cách thì giặc cướp gia đình của mình trở thành con đỏ. Câu này trong văn sao cực hay. Nếu biết kiềm chế đúng cách, giặc cướp gia đình quyến thuộc trở thành con đỏ. Nếu không biết kiềm chế đúng cách, quyến thuộc gia đình tay chân cũng trở thành oan gia. Hiểu nổi câu này không? Kiềm chế đúng cách là kiềm chế cái gì? Kiềm chế làm sao? Kiềm chế miệng của mình đúng cách, không ăn nói bừa bãi. Lời nói của mình có uy lực. Miệng mình là đóa hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lường. Tiếng mình là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Con người này trầm lặng, trầm tĩnh, ít nói, kiềm chế miệng đúng cách, nói đúng chỗ, đúng lúc, không nói bừa bãi, không nói những lời hư ngụy, kiềm chế miệng đúng cách. Thân mình kiềm chế đúng cách, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Thân của mình có oai nghi, dầu là ngồi trong phòng tối, cũng mặc quần dài, áo dài, giống như là các vị thiên thần đang nhìn mình á. Thân lúc nào cũng trang nghiêm, ngủ không ngủ trần truồng, mặc quần áo đàng hoàng. Trong Cảm Ứng Thiên nói cái người đó giảm thọ là ngủ dậy, hoặc giả là ngủ trần truồng là người này giảm thọ, không kính quỷ thần. Ghê chưa? Kiềm chế miệng đúng cách, kiềm chế thân đúng cách, quan trọng là kiềm chế tâm đúng cách. Ý của mình kiềm chế không cho nó bung lung, không cho bung lung. Thì ba cái kiềm chế thân, kiềm chế miệng, kiềm chế tâm đúng cách, đúng lời Thánh Hiền, thì giặc cướp gia đình trở thành con đỏ.
con đỏ là gì? Mới sanh đứa con đã đỏ hoe, thương lắm không? Người mẹ mà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà sanh đứa con ra thì coi mặt mũi nó làm sao, thương lắm, con đỏ mà, nó sanh ra đỏ hoe à, thương lắm. Kiềm chế đúng cách, giật cướp gia đình quyến thuộc, trở thành con đỏ. Kiềm chế không đúng cách, miệng mình nói những lời xuyên tạc dối trá, đụng đâu nói đó bừa bãi, tâm của mình thường suy nghĩ sằng bậy, thân của mình không có trang nghiêm, không oai nghi, thì từ nơi thân khổ ý kiềm chế không đúng cách thì gia đình của mình, tay chân của mình đây nè, cũng thành oan gia với mình. Câu này cực hay, cực hay. Thì đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Gia đình của mình bây giờ phải tính lại một cái cách sống nào đó. Tính toán gì đi nữa cũng không ngoài cái vấn đề lấy lời dạy thánh hiền, lời Phật tổ chất vào thân tâm, chất chứa vào phân tâm. Muốn chất chứa vào phân tâm hàng ngày phải nghe. Ba cái buổi nghe của chúng tôi là cái buổi ăn, nghe, rồi đọc. Thì từ cái đọc và nghe nó huân tập, huân tu hàm dưỡng, huân tập từ từ lời thánh hiền hàng ngày, thường đọc, thường nghe, thường đọc, thường nghe. Thì gì? Trong tâm mình bắt đầu khởi lên ý niệm toàn là nghĩ lời thánh hiền, sợ những điều xấu ác, bắt đầu muốn làm những điều thiện lành. Thì người thực sự họ chưa niệm Phật, họ chưa niệm Phật mà họ đã làm được lời thánh hiền, họ làm được điều lành rồi, thì người này vẫn là an vui rồi đấy. Họ vẫn an vui rồi đó. Họ an vui trong cái điều thiện, trong cái suy nghĩ điều thiện, trong cái nói điều thiện, trong cái làm điều thiện, là tâm họ đã an vui rồi, thọ mạng họ đã kéo dài rồi. Mà nếu mà người này mà chịu niệm Phật, ăn chay để mà hồi hướng vãng sanh Tây Phương nữa, thì người này phải là một người vãng sanh Tây Phương cực lạc, không chạy đâu khỏi. Có nhiều Phật tử than phiền chúng tôi nói, thầy chỉ pháp môn niệm Phật, trì chú niệm Quan Âm, tụng kinh tu hành, con cũng làm phước, mà không biết sao gia đình có rối rắm, mà sao tâm con có bất an khổ đau hoài vậy thầy. Thì chúng tôi thấy hỏng từ cái lời dạy ban sơ của thánh hiền chưa nung đúc được. Tuy rằng nói lời thánh hiền nhưng mà không làm được, ông vô tình ý công, không có làm được lời thánh hiền. Rồi ông than trời trách đất, ông tâu cái sớ lên trên ông Táo, mà ông nói là bao nhiêu lâu nay mà tâu sớ mà không thấy ông Táo trả lời. Ông nhằn nhằn với ông Táo và ông coi như là bất kính với Táo nữa. Nói người ta đừng sát sanh, nói những phước thiện, ông đi câu cá. Rồi đi câu cá xong rồi nhà không có ai coi, cái ăn trộm vô lấy tiền, lấy mấy chục lượng vàng. Mà công nhận bà Mãi Quyên này tuyệt, khi mất vàng mà vẫn điềm tĩnh, không có coi như là đủ thừa, đổ thừa cho ổng, mà không có nói làm cho gia đình xào xáo. Bà cũng vẫn là an nhiên, hoan hỷ chịu đựng. Hay thiệt. Bây giờ ông vô tình ý này cứ gốc từ cái lúc mà khi trong gia đình là gia đình không có nho giáo, gia đình nghèo khổ, ông đi chăn trâu. Mà ba của ông Mai Quyên này thấy ông ham học quá. Mà những người xưa họ thấy những người mà ham học một thời gian người này sẽ thành tài. Mà những người mà gia đình giàu có mà không ham học thì người này trở thành tiểu nhân, người gian ác. Giàu có mà không ham học thì ông không thèm, ông kia không mang về nhà, không có ngỏ ý cho con gái, ông lấy những người nhà giàu. À, cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc của người xưa. Bây giờ đây là môn đăng hộ đối không? Giàu gặp theo giàu, rồi nghèo theo nghèo. Mỗi tầng lớp nó có cái sự gì, có cái sự mà gần gũi với nhau, đúng không? Nhưng mà người xưa họ có cái nhìn sâu sắc, họ thấy những người nào mà có tâm hiền thiện, gia đình họ nghèo mà họ chịu thương chịu khó. Cho nên cái lúc bà Mai Quyên mà nói cái chỗ này mà thôi cảm động, cái hình ảnh đó mà thực sự trong tâm giờ nó còn chấn động. Cái lúc ông uống rượu say về, ông đi ngã nghiêng ngã ngửa, cũng mở cửa ra, cũng mang diều, ông vô ngồi trên ghế, ông xỉn rồi mà, Mai Quyên, Mai Quyên ơi, Mai Quyên, coi chỗ đó nhìn thấy bà. Bà kêu, em đây, Mai Quyên đây. Kêu bà lấy cái thau xuống cho ông mở, mở ra. Mở hết ra, ông lấy, bà lấy giải rồi bà lau miệng, lau đồ cho ổng sạch sẽ rồi xong hết rồi. Kêu thôi nằm ngủ đi, Mai Quyên đây nè, nằm ngủ đi. Không nói một lời bực tức giận dỗi. À, ngủ rồi mà Mai Quyên, trời. Bắt đầu đợi đó. Đợi cho ông thức dậy xong, bắt đầu bà mới kể lại cái tiểu sử, mà kể bằng tấm lòng chân tình. Ông này rúng động liền, rơi nước mắt liền. Gặp mình ngày mai đó nghe, ly dị, viết đơn rồi.
con gái bây giờ, đàn bà bây giờ ly dị là như vậy đúng không? Tôi không có thể chịu nổi với cái kiểu của ông đi nhậu về như vậy, câu cá để mất tiền như vậy, rồi đi ra để mà gọi rằng là đưa con đi chơi, rồi cuối cùng ham để mà là đố thưởng đồ gì đó, cuối cùng cái người ta ăn cắp đứa con luôn, đứa con cuối cùng, đứa con trai. Cuối cùng bà nói cái gì? Bà mới kể lại: em tưởng rằng anh là một người nghèo khổ trăn trở, ba của em thấy anh là người hiếu học, thích học lời thánh hiền. Trời, bây giờ bà dạy tuyệt đỉnh. Cho nên khi về với nhà ở chung, khi còn thơ bé, nhiều lần ba mẹ em gửi gắm em rằng phải lo cho anh cho đến khi bắt đầu khôn lớn, cưới vợ gả chồng. Tuy rằng anh nghèo nhưng mà chịu khó học, là một người học lời thánh hiền, nói lời thánh hiền, làm lời thánh hiền. Cho nên em ở với anh đến ngày hôm nay, chịu bao nhiêu khổ cực, em không than vãn một lời. Trời, bắt đầu mà nói những cái điều mà có thánh hiền ra, ông kia chịu nổi, chịu không nổi, gục mặt xuống và phải ăn năn sám hối. Không bao giờ dám đi câu cá, không bao giờ dám nhậu nữa. Cái lời dạy người ta hồi xưa. Cho nên chúng tôi nói bà Mai Quyên là một người phụ nữ ở trong tâm chúng tôi, một người nữ phụ nữ thánh hiền mà không bao giờ phai nhạt được. Chúng tôi mong những người phụ nữ được như vậy. Coi lại cái bộ phim này, coi lại những cái lời mà hôm bữa chúng tôi nói. Mỗi lần chúng tôi coi đến cái lúc mà bà bị mù rồi, bà ngồi bà nói chuyện là chúng tôi chảy hai hàng nước mắt, chảy ròng ròng, cầm không được. Giả như là được nhiều bà Mai Quyên nữa trong xã hội này thì cái xã hội này trở thành là một cái xã hội an bình, thịnh trị. Vì sao? Vì sao nhiều người phụ nữ không trở thành Mai Quyên, không trở thành thánh hiền? Vì không gặp sách thánh hiền, mà gặp sách thánh hiền coi như là giấy cũ rích, không giá trị. Tiền mới là quan trọng, tiền mới là quan trọng. Sự nghiệp con cái, học hành đỗ đạt mới là quan trọng, chứ không có nói đến tổ nghiệp của con cái. Coi lại đi, cái bộ phim này Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không đổ ra nhiều tiền đóng được cái bộ phim này, mà chúng tôi coi luôn một lần 3 tập, hết một lần nữa là 2 lần thôi là 7, 5, 6 tập liền. Chưa khi nào mà coi phim mà say mê như vậy. Bởi vì nhân vật này có thực trong lịch sử và đóng quá hay, những nhân vật này đóng quá hay. Và cuối cùng Táo Thần mới xuất hiện chỉ cho ông biết rằng là ông nói mà ông làm không được. Ông nói lời thánh hiền, ông dạy lời thánh hiền mà ông coi là ông có làm được không? Ông nói rằng là lời thánh hiền nói là giấy có chữ, mình phải tiết giấy có chữ, mình phải cung kính. Ông có cung kính không? Ông lâu bàn, ông nói mà ông có làm. Ông nói là đừng sát sanh mà ông vẫn đi câu cá. Miệng của ông nói nhưng mà tâm không có hợp với lời nói. Tâm nghĩ một đường mà miệng nói một ngã. Rồi ông này bắt đầu ông giật mình, ông suy nghĩ, ông kêu sao? Ông Táo Thần ông biết mình vậy, thánh thần biết mình, quỷ thần biết mình, tâm quỷ thần với tâm mình thông nhau, mình suy nghĩ một điều gì, các ngài biết hết. Tâm mình, tâm quỷ thần, tâm Phật Bồ Tát thông nhau, mình nghĩ gì các vị biết hết, nói gì các vị biết hết. Nghĩ thì người phàm mà không biết, mà thánh hiền quỷ thần có tha tâm thông biết. Nói ngay tim đen ông bắt đầu là ông phải sửa mình, sửa từ nơi trong tâm niệm của mình. Tịnh ý vô nhiễm, bắt đầu từ nơi tâm mà sửa, ý mình phải thanh tịnh. Bắt đầu ông mới nhớ lại cái lúc mà vợ đẻ, cái người mà thầy thuốc mà lo cho vợ ông đẻ, bắt đầu ông sực nhớ lại cái bắt đầu là ông đi tới ông báo ơn, cho quà, tặng quà. Bắt đầu ông khởi từ cái niệm mang ơn, ông làm. Bắt đầu ông tích phước, ông làm lành. Trong một thời gian sâu bắt đầu ông thi đâu là đỗ đó, đỗ làm tiến sĩ. Lên trên trường học dạy đó, mà vô trong nhà người quan đó mà dạy con cái người ta, không nói đến tiền bạc, dạy cho nó trở thành thánh hiền chứ không nói đến chuyện tiền bạc. Cái người khác phục liền, cái người có tiền mà thấy người có đức là người có tiền đó, người ta phục liền. Mời hết cả gia đình vô trong nhà, mời hết cả gia đình luôn vô, tình ý công như là Mai Quyên vô nhà ông ở liền. Chứ mà lấy tiền thì bao nhiêu tiền đó thôi. Ghê chưa? Cho nên người thánh hiền xưa họ có sự thay đổi từ nơi thân tâm ý niệm, chứ không phải thay đổi hình thức bên ngoài không.
một gia đình mà thực sự cái phim Vô Tình Ý Công này là một gia đình mẫu mực mà mọi người nên xem cái bộ phim này. Tiền tài làm cho mình phiền lụy có. Nãy chúng tôi nói, nếu mà tiền tài gặp với những người ích kỷ, những người gian ác, những người không biết nhân quả thiện lành thì phiền lụy cho họ vô cùng. Chia tài sản cho con cái đúng không? Rồi anh em coi như là xô xát nhau và thù hận nhau cũng vì đồng tiền này. Cho nên thành ra trong Cảm Ứng Thiên nói là phiền phức mà huệ lụy từ cái nơi tiền bạc này đấy. Chúng tôi thấy quý thầy rất thoải mái. Ví dụ như thầy Thiện bị bệnh đúng không? Như thầy Giác bị gãy xương sống đúng không? Tiền của Tam Bảo lấy đem lên trên đó lo, có huynh đệ lo đầy đủ hết. Không phải phiền phức một chút gì trong gia đình. Khi chúng tôi nhận là chúng tôi chuẩn bị cái quỹ cho quý thầy bệnh hoạn, cái quỹ phóng sanh, cái quỹ để lo cho các thầy ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Tất cả mọi thứ phải từ nơi cái quỹ nhà chùa, không phiền lụy đến gia đình. Mấy thầy đã đi tu rồi không giúp ích gia đình thì không về để mà phiền lụy gia đình về vấn đề tiền bạc. Chúng tôi lo đầy đủ. Hôm nay nó không phải khoe khoang mà nói đến điều này để mình biết là đừng để đồng tiền nó làm mình phiền lụy. Mấy thầy không có đồng nào hết trơn mà bệnh hoạn vài trăm triệu có. Họ đang sống trong cái cảnh giới đang được Tam Bảo che chở mà, cho nên họ được yên ổn trong đó. Thì đây là cơ hội cho quý thầy. Tiền không làm cho mình phiền lụy, gia đình cũng không làm cho mình phiền lụy. Quý thầy ở chung với nhau có khi cãi vã đâu, chứ gia đình đôi khi cãi vã với nhau lời qua tiếng lại kinh khủng lắm. An vui, mấy thầy rất an vui. Biết nhân quả, biết cái lời nói mình ra làm cho người ta khổ đau là mình sẽ nhận phò báo khổ đau. Quý thầy biết nhân quả. Và thân tâm của mình có làm cho mình phiền lụy nữa không? Biết rồi. Thân thì hằng ngày lễ Phật, miệng niệm Phật, ý của mình nhớ Phật, đọc sách thánh hiền 10 năm. Dở nhất dở ép như giác ngàn 10 năm. Bắt đầu con người này trở thành thánh hiền khi xuất hiện cốt cách của người này khác. Cái cốt cách của người này khác hơn những người có tài. Đặc biệt. Vì vậy, cho nên hôm nay thực sự mà nói, trong thâm tâm rất muốn phổ biến sách thánh hiền, làm một cái nền tảng, giống như xây nhà phải có một cái nền móng thiệt chắc. Nếu mà xây nhà trên cát, xây nhà trên đất xốp thì phải lật đổ. Nếu mà người đó niệm Phật mà không có biết lời dạy thánh hiền, không biết tích phước, không tin nhân quả, họ chỉ trầm hâm niệm Phật thôi mà họ không sửa từ nơi thân tâm của họ, thì người niệm Phật này gieo cái viễn nhân đời sau rất mỏng, rất mỏng. Tổng qua hay nói chỗ này, nếu họ học lời thánh hiền, họ biết đâu là thiện là ác, là chánh là tà, và họ là một người chánh nhân quân tử, và bắt đầu họ làm những điều hiền thiện, họ niệm Phật nữa, thì con người này thực sự rất dễ cảm với Phật, vì tâm của họ tương ứng với Phật, tâm của họ đồng với Phật, cho nên rất cảm với Phật. Niệm một câu Phật hiệu là một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Một tiếng đồng hồ, nhanh quá à. Hôm nay thầy Minh lên đọc cái đoạn nói về phóng sanh kiên giết. Khi chúng tôi đọc trong đó nhiều cái điều hay mà chúng tôi vẫn thích ra cái đoạn mà trong Cảm Ứng Thiên nói đến cái việc phóng sanh sát sanh. Quá hay. Bà Lý Hà Tử này sống 500 tuổi. Sao bà sống được tuổi này? Vào mùa đông ở bên Trung Quốc, tuyết rơi xuống, chim thú không có chỗ trú, gọi là trú đông. Bà cho nó vô trong nhà, cho nó ăn uống. Mà khi nó ngủ, khi nó thức, bà cũng không dám làm kinh động, đi lón lén. Thương loài súc vật, mùa này đến mùa nọ, trú đông này đến trú đông nọ. Không có tiền mua đồ phóng sanh mà chỉ cho súc vật trú đông thôi. Thế mà bà sống 500 tuổi. Kinh khủng. Cảm được cái câu chuyện này. Cảm được câu chuyện này. Nhà thầy Minh đọc quý vị nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời dạy của cổ thánh tiên hiền được trích trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vượng Biên. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như là quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Ăn chay kiên giết phóng sanh được quả báo tốt lành,
sát sanh hại mạng bị quả báo xấu ác, trích trong Cảm Ứng Thiên Vượng Biên. Lý Hề Tử là một bà cụ ở trong núi. Mỗi khi tuyết đổ dày, chim không có chỗ cư trú, thường cho chúng núp trong nhà, lấy gạo cho chúng ăn, lại còn chẳng dám kinh động chúng. Thượng Đế bảo bà cụ có lòng nhân, cụ thọ đến 500 tuổi. Người họ Dương nọ sống bằng nghề bắt chim. Một hôm có một con chim khách tránh rét đậu trên cây, bèn cầm gậy dính trèo lên cây toan bắt nó. Cành cây bị gãy, hắn ngã xuống, đầu đâm vào cành trúc, máu chảy ồ ạt mà chết. Dù thông minh hay ngu xuẩn đều cùng có giác tánh, người hay thú đều có cha con, há có nên dấy lên nhân duyên sát hại? Quả báo trong đời sau chẳng sai chạy, có khi cũng thấy ngay trong tình hình hiện tại, ở ngay trước mắt, đáng sợ thay. Hơn nữa, dân chúng các ngươi chẳng có gia đình ư, chẳng có cha mẹ, vợ con ư. Giả như ra lệnh cho những kẻ làm quan dùng chánh sách tàn bạo để phá nhà của ngươi, dùng hình cụ độc dữ để tàn phá thân thể ngươi, khiến cho các ngươi chồng chẳng còn vợ, cha chẳng còn con nữa, có kẻ nào chẳng ngửa mặt lên trời gào khóc oán hận sâu đậm chẳng thể cởi gỡ ư? Loài trùng kéo kén ngủ đông, hễ đào xới ắt chúng sẽ bị tổn thương. Vì thế Đức Thái Thượng viết lời răn dạy người đời, mà chư Phật càng thêm yêu tiếc chúng. Con người chớ nên không lãnh hội ý này, để rồi cứ đào xới bừa bãi vậy. Đời Tống, Tàu Băng hễ trời rét buốt, bèn chẳng sửa chữa tường, nhà. Có kẻ hỏi nguyên do, ông bảo, sợ tổn thương những loài trùng đang ngủ đông. Dòng họ ông Tàu đời đời được phong vương, chính là vì đã gieo cái nhân không chịu làm tổn thương những loài trùng đang ngủ đông. Nay thì có kẻ vô cớ đốt đồng hoang, nhằm thỏa thích thói vui đùa, trong chốc lát tổn thương muôn loài sinh linh. Sao không dùng chuyện ông Tàu để thưa trình, răn nhắc họ, nếu gặp phải hãy nên dập tắt ngay. Còn như dân quê trẻ nít, do vì họ vô tri, càng phải nên khéo léo chỉ bảo. Nếu có kẻ nào đổ tro nóng hoặc nước nóng xuống đất, và kẻ do cúng bái tổ tiên bèn đốt giấy tiền vàng mã, hãy đều nên lưu tâm trong lúc ấy để giữ vẹn mạng sống cho các loài trùng nhỏ. Lòng nhân sẽ to lớn không gì bằng. Chim đã đậu như người đã ngủ, bỗng dưng bị kinh động, há chẳng phải là cả nhà nhiễu loạn ư? Đức Thái Thượng răn nhắc có cùng một ý với lời dạy giật bất xạ túc, chẳng bắn chim đã đậu của Khổng Tử. Tiên kinh chép, hễ ai tùy thời tạo phương tiện cứu loài vật, ắt sẽ được quả báo phước đức trường thọ. Huyệt là chỗ tụ tập sinh sống của hết thảy các loài hàm linh. Nhìn theo phía con người, nơi đó cố nhiên chỉ là một cái hang mà thôi, nhưng đối với chúng, đó là chỗ cư trú an ổn, chẳng khác gì nhà cửa đối với con người. Há có nên san lấp, cắt đứt đường sống, đoạn tuyệt đường ra, lại còn vùi lấp tông tộc của chúng, tàn nhẫn đến cỡ nào? Xưa có một vị tỳ kheo đắc lục thần thông, ở chung với một chú bé Sa Di. Từ trong định, sư thấy 7 ngày nữa chú Sa Di sẽ chết. Do vậy, sư tạo phương tiện bảo chú trở về thăm nhà. 8 ngày sau, chú Sa Di quay lại. Vị tỳ kheo lấy làm lạ, nhập định để xem. Biết là chú Sa Di trên đường trở về, thấy một tổ kiến sắp bị nước xoáy vào, bèn vội cởi áo cà sa hốt đất ngăn nước, không cho nước xoáy vào ổ kiến. Vì nhân duyên ấy, chú Sa Di được tăng thọ 12 năm, do vậy chú Sa Di tinh tấn, chứng đắc tứ quả. Ở Hàng Châu có một người đàn bà nọ, thích sát sanh, rất ghét kiến, hễ chúng làm bẩn, làm hư thức ăn, liền đốt lửa giết chúng. Tìm thấy ổ kiến, nếu chẳng lắp phá, ắt sẽ dùng nước sôi dội vào, giết kiến khôn xiết. Về sau bà ta sanh được một đứa con mới còn ẩm ngửa, nó bị lũ kiến cắn xé, khắp mình phù nề,
lở loét mà chết. Châu Cơ nói, phụ nữ thường coi con cái như tánh mạng, hãy khuyên họ kiên giết, hãy nên nói cho họ biết câu chuyện này, ắt họ sẽ tự biết sợ. Vì thế trong lời thề giới xác đừng giết chóc của ông Châu Cơ có hai câu: nếu lại vung dao sẽ giống như giết con cái của ta vậy. Hai câu nói ấy, một là tự răn dè mình, hai là răn dè vợ vậy. Sào là chỗ hết thảy chim chóc lớn nhỏ nương náu, bú mớm sanh nở, nhờ vào đó mà tránh gió, mưa, sương, tuyết, hoặc dùng để ẩn náu, tránh bẫy rập, ná bắn, tên bay. Nếu kẻ nào bất nhân phá đổ tổ chim, có khác gì phá cửa đốt nhà, há chẳng đến nỗi dồn chúng vào chỗ chết ư? Trong bài Bảo Tự Chương, chương sách dạy về cách bảo vệ con cháu, Đức Thái Thượng đã bảo, con cháu của phàm nhân suy vong tuyệt diệt đều là do những kẻ trong đời trước đã lật tổ, hủy trứng, đốt núi, tác cạn chương, đầm, phá thai, giết con, phạm vào quy định gồm 1620 điều vậy. Xét theo lời ấy, những kẻ không có con nói giỏi hãy càng nên dũng mãnh tỉnh ngộ. Đức Phật dạy, nếu thấy hết thảy người trong cõi đời trèo lên cây lấy trứng, xuống nước bắt cá, hãy nên thầm niệm danh hiệu Bảo Thắng Như Lai mấy chục câu, chúng nó sẽ được thoát chết. Đấy cũng là phương cách để cứu sống vậy. Có người nói nhân từ với người rồi mới yêu thương loài vật, nay sao lại chỉ dạy yêu thương loài vật? Thưa, nhân từ với người dễ dàng, yêu thương loài vật khó lắm. Tàn nhẫn hại loài vật, ắt sẽ tàn nhẫn hại người. Chẳng nỡ lòng hại vật, ắt đối với loài người cũng sẽ biết từ bi. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm dạy, ta còn chẳng nỡ lòng làm khổ một con kiến, huống chi đối với con người. Vua Thành Thang mở rộng tấm lòng, do thương xót loài vật mà mở lưới đến tận con người, vì thế lòng nhân bao trùm thiên hạ. Vua Tề Tuyên Vương chẳng nỡ lòng hạ lệnh giết một con trâu đang sợ hãi run rẩy, lòng nhân từ đầy ắp đủ để bảo vệ bốn biển. Nếu Bạch Khởi có lòng yêu thương muôn vật, ắt 40 vạn người ở Trường Bình sẽ chẳng bị hãm hại. Vì thế kẻ yêu thương loài vật sẽ yêu thương con người, có cùng một lòng nhân. Đức Như Lai khi tu nhân thương xót một con bồ câu bị chim ưng săn đuổi, bèn tự cắt thịt mình thí cho chim ưng, mở rộng đến tột cùng, lòng từ bi tràn ngập mười phương, dạt dào trong muôn kiếp. Ai có thể nói là kẻ yêu thương loài vật chẳng thể yêu thương con người ư? Nhưng tâm luôn nghĩ cứu khổ sẽ chính là Đức Quán Âm xuất hiện, niệm nào cũng nghĩ hành từ, tức là Phật Di Lặc hạ sanh vậy. Đời Tống, Tô Thức tên tự là Tử Chiêm, do dựng nhà ở Đông Pha, bèn lấy hiệu là cư sĩ Tô Đông Pha. Trước cửa phòng sách có tre, bách, các loại hoa mọc tùm khắp sân, các loài chim làm tổ trên đó. Do vậy, ông cấm con cái, tôi tớ không được săn bắt. Trong vòng mấy năm, chim đều làm tổ ở những cành thấp, hễ cúi xuống có thể trông thấy trứng của chúng. Xưa kia, nghe nói các loài chim hễ làm tổ ắt gần người để tránh rắn, chuột, cú, diều. Người thời nay ăn thịt chim non, phá tổ của chúng, há chẳng phải là bất nhân hơn các loài rắn, diều, hâu ư? Một đứa trẻ nhà họ Tiết ở Kế Châu trèo lên cây thăm dò tổ chim thước để bắt chim non. Trước đó đã có con rắn to ăn chim non nằm sẵn trong tổ. Đứa trẻ vừa trông thấy rắn bèn kinh hãi há hốc miệng. Rắn bò vào trong miệng đứa trẻ, nó ngã rơi xuống nước. Cứu lên, rắn đã cắn tim nó, đứa trẻ và rắn đều chết. Lại vào đời Tống, có gã họ Châu thích phá tổ, rất ghét ông. Hãy thấy tổ ông dẫu ở chỗ cao, ắt bắt thang để phá nát. Về sau hắn sanh hai đứa con, hậu môn đều bị bích chặt, chúng đều chết ngay, rốt cuộc tuyệt tự. Thiền sư Từ Thọ nói, người đời do sát sanh nhiều nên mới có đau binh kiếp. Do người thiếu mạng bèn giết thân ngươi, do người thiếu tiền bèn đốt nhà ngươi, ly tán vợ con ngươi,
từng phá xào huyệt của chúng sẽ bị ảnh hưởng gần giống như vậy. Hãy rửa tai nghe lời Đức Phật dạy. Ông Nghiêm Thiệu Đình nói: Thánh nhân răng kiên giết, tâm hết sức thiết tha. Kỳ lân là một con thú, do nó không dẫm đạp cỏ tươi, không ăn các con trùng còn sống, nên được coi là điềm lành, được xếp đứng đầu tứ linh. Bậc vương giả có lòng nhân đức, ắt kỳ lân sẽ tới. Lại nói chỗ nào có kẻ mổ bụng lấy thai, giết trẻ nhỏ, ngay cả nơi lân cận chỗ ấy, kỳ lân cũng chẳng tới. Tác cạn đầm để bắt cá, ắt giao long chẳng ở nơi vực sâu ấy. Lật tổ phá trứng, ắt phượng hoàng chẳng bay đến huyện ấy. Vì thế những điều đó cho thấy, phường hiếu sát chẳng sánh bằng cầm thú. Như thế mà nói là thánh nhân chẳng kiên giết ư? Từng thấy phường vô lại, hôm nay trộm cắp, ngày mai bị trói, vẫn cứ trộm cắp chẳng ngơi. Ấy là vì kẻ ấy nghĩ là do trộm cắp sẽ ngay lập tức có được tiền bạc của báo, còn bị trói là chuyện của ngày mai, cứ mặc kệ, rảnh đâu mà lo tới. Ăn uống sẽ ngay lập tức sướng bụng miệng, còn tội lỗi ở tận đâu đâu ngoài hình hài trong kiếp sống này. Chẳng trách những lời khuyên đừng giết, dẫu nói tường tận cách mấy, vẫn chẳng thể cứu vãn nổi chuyện tàn sát. Chỉ mong những ai trong lúc cầm dao đuổi bắt, hãy tạm thử hồi tâm quan sát, xét xem những chúng sanh ấy trốn chạy, tung bay tán loạn, chạy vào chỗ tối, chui vào kẻ nứt, chẳng có thang để trèo lên trời, không có lỗ nào để rút xuống đất. Giống như lũ chúng ta kinh sợ phép vua, hễ nghe có lệnh truy bắt, bay hồn bạc vía có khác gì chăng? Hãy xem những chúng sanh ấy như cùng một loài với chúng ta mà thương xót, ăn ở cùng với nhau, như cắt cổ một con gà, cả bầy gà ré lên kinh hãi, mổ một con lợn, cả đàn lợn bỏ ăn. Giống như chúng ta bị bắt lên quan, cả nhà bàng hoàng, hoặc trong lúc sanh ly tử biệt, lúc bị hành hình, cả họ khóc rống. Thường ngày yêu thương, quyến luyến khó thể chia cắt, khó lòng bỏ lìa, có gì khá chăng? Xem những chúng sanh ấy bị trói, bị chém, quằn quại, gào thét bi thương, chỉ mong được tha, máu me đầm đìa, mạng đã đứt rồi, tiếng gào vẫn còn bi phẫn, có lúc còn co giật, giống như chúng ta bệnh tật, không biết làm sao được, gào thần, niệm Phật, mong được bảo vệ. Thần thức lìa khỏi, mắt trợn trừng, môi mấp máy, quờ tay nắm níu, mong sao được sống, có khác gì chăng? Suy xét kỹ càng, chẳng cần phải luận định quả báo ngàn đời vạn kiếp, mà ngay trong một niệm hiện tại, há còn dám nhẫn tâm giết hại, thương tổn nữa chăng? Đời Tống Phù Trọng Tính giàu có, thích bố thí, lúc 35 tuổi bỗng mắc bệnh nguy ngập, tự nói mình đã đến cõi âm, gặp mấy người quen biết cũ, họ gọi, ân công vì sao đến đây? Họ dắt ông Phù đến lạy chào, cầu xin một viên nha lại. Viên nha lại nói, người này vốn đáng lẽ bị đói rét, do có hảo tâm bố thí giúp đỡ, do vậy có thể tay trắng làm nên, vốn thọ đến 59 tuổi, nhưng vì chẳng thắp nhang, ngủ dậy trễ, nay đều bị tước sạch. Mấy người hỏi, hai chuyện ấy là lỗi nhỏ, sao lại đến nỗi như thế? Viên nha lại đáp, chẳng thắp hương tức là chẳng có lòng tôn kính trời đất, ngủ dậy trễ tức là có nhiều dâm ý, sao lại bảo là lỗi nhỏ? Mọi người kinh sợ, nhìn nhau nói, đức dày như ông Phù còn vì chuyện này mà tuổi thọ bị tước giảm, người ta há nên buông lung ư? Không lâu sau ông Phù chết. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói đến cái việc giáo dục gia đình, mà vì sao để thầy Minh đọc cái đoạn ở trong Cảm Ứng Thiên về những mẫu chuyện sát sanh phóng sanh. Những gia đình người ta hạnh phúc an vui, sống tề mi giai lão, hầu như là họ ăn chay kiên giết phóng sanh đó. Cái tập sách đó nó còn nhiều mẫu chuyện hay. Quý vị thấy trong cái văn kinh Cảm Ứng Thiên sâu sắc, rất sâu sắc, thực tế mà nói, cho nên Tổ Ấn Quang phải khen cái bộ sách này mà. Rồi gia đình đã ly tán,
gia đình nó bất an khổ cực. Tuy rằng họ không có sát sanh nhưng họ cộng nghiệp sát sanh là họ ăn, cho nên thành ra những người khác phải giết. Không hiểu ra cái vấn đề vì sao gia đình của mình lộn xộn ly tán, bất an, bệnh tật từ nơi cái chuyện sát sanh, phóng sanh, kiên giết, ăn chay, ăn thịt mà nên nổi. Gia đình hạnh phúc, an vui là phóng sanh, kiên giết, ăn chay. Rõ ràng trong này, mà bộ sách này chúng tôi nói tuyệt, rất hay, đọc vào những mẫu chuyện mà cái bản tính chúng tôi thích phóng sanh cho nên thành ra thấy tuyệt. Anh kêu thôi giờ mình phóng sanh, mình lấy nửa như bà Lý Hà Tử, 250 tuổi cũng được. Bà Lý Hà Tử hả? 250 tuổi thôi, nửa bà thôi. Bà 500 tuổi đúng không? Chưa nghe ai không? Bành Tổ thì mình nghe trong sách nói rằng là Bành Tổ sống 800 năm thôi, chứ mình cũng chưa thấy. Hòa Thượng Hư Vân 120 tuổi phải không? Bà này 500 tuổi. Thấy cái người mà họ chỉ nuôi chim chú đông thôi rồi mình thấy kinh khủng, lòng từ bà quá lớn. Thì cái câu chuyện cuối cùng đó là cái câu chuyện mà người đó chết sớm à. Hôm trước là thầy Minh đọc Chủ Nhật vừa rồi, ngủ dậy trẻ thôi, ông này có phước báu rất lớn mà ông chết sớm. Không kính Phật thần thánh cho nên thành ra ngủ dậy trẻ, và khi ngủ dậy trẻ có ý dâm niệm trong đó nữa cho nên thành ra tước mất tuổi thọ. Hôm bữa có một cô Phật tử từ ở bên Đài Loan đi học về xuống khu chuyên tu xin quy y, chúng tôi đọc pháp danh là Huệ Tịnh. Hỏi ở bên đó con có nghe pháp không, kêu có, cũng có tu. Hỏi mấy giờ ngủ, 12 giờ ngủ, mấy giờ dậy, 8 giờ sáng dậy. Chúng tôi nói nếu cái cách ngủ như vậy, chúng tôi bèn nhớ cái câu chuyện của ông này liền. Ông Phù Trọng Tính, giàu có, cuối cùng tước mất tuổi thọ. Nên ngủ sớm, dậy sớm. Như hồi tối chúng tôi, 8 giờ rưỡi lên, trong vòng 5 phút là ngủ, 2 giờ tích cả dậy, tỉnh queo luôn. Thì chúng tôi nói con đổi lại 10 giờ con ngủ, 6 giờ sáng con dậy. Thay vì 12 giờ con ngủ, 8 giờ sáng dậy thì 10 giờ con ngủ, 6 giờ sáng con dậy. Rồi từ từ 9 giờ ngủ, 5 giờ dậy. Rồi 9 giờ ngủ mà đạt đến cái tiêu chuẩn 2 giờ dậy, 3 giờ dậy là cái chỗ đó là cái người này bắt đầu trường thọ kéo dài. Cho nên người muốn sống lâu phải ăn chay, kiên giết ha. Ngủ dậy sớm nữa ha, không thức dậy trẻ đúng không? Đó, ngay chỗ này hầu như người đời là họ suốt cả ngày quằn quặt mệt cái đầu rồi mà còn phải thức khuya nữa, tiêu cái não. Sống không thọ bằng người xưa, sống không thọ bằng người xưa. Nghe Tổ sư Ứng Quang nói hai câu nè. Phóng sanh được trường sanh, vãng sanh được liễu sanh. Câu danh từ tuyệt hay. Cái danh từ mà đối chiếu là những người họ suy nghĩ đến những cái danh từ này là người này phải nói là cái ngôn từ họ quá giỏi và cái cách dùng chữ họ quá siêu. Coi như Tổ Ấn Quang là dùng danh từ gọi là phóng sanh được trường sanh. Nếu mà sát sanh thì gì? Đoạn thọ, chết yểu. Muốn liễu sanh thoát tử, mà cái người ở trong đời này muốn liễu sanh thoát tử, họ tu tự lực á, tức là họ không nương vào Phật lực á, thì mất thời gian khá lâu như ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nếu mà thân mình bị bệnh đúng không? Nói về thân đi, lắng nghe chỗ này chút nè. Nếu mà thân mình bị bệnh mà mình để tự nó hết, thời gian kéo khá dài nếu người này là một cái người mà họ chịu đựng được. Còn không thì phải uống thuốc vô mới mau hết bệnh đúng không? Mình là tham sân si phiền não kiến hoặc tư hoặc vô lượng đời kiếp đến bây giờ. Cái bệnh trầm kha phiền não mà để tự nó hết trở về thể tánh thanh tịnh á, là mình gọi là sống với cái tâm liễu liễu thường tri á. Sống với cái tâm gọi rằng là vô nhất vật á, là không vướng vật gì thể tánh thanh tịnh á, thì thực sự các vị Bồ Tát tái lai thì sống được. Chứ còn phàm phu mình là nói một đường mà làm một ngã, phải mất thời gian khá lâu. Tâm bị bệnh là phải uống thuốc. Thuốc gì? A Già Đà, thêm thần chú đại bi. Thêm thử coi có cái khác đấy. Cái hương vị đại bi đặc biệt lắm. Cũng như ăn cơm trắng mà thêm thức ăn rau dưa cũng có ngại chi. Ấy, cái cô Phật tử là cô Phạm Thị Thủy, hồi nãy cô tắc bạch cứu giường trai tăng, pháp danh Liên Thanh, chúng tôi đọc pháp danh cho cô. Cô nói là từ khi bắt đầu 2007-2016 là sư phụ giảng đến cái việc đó là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, bốn chữ A Di Đà Phật theo Hòa Thượng Tịnh Không, con cũng bám theo. Mà đến một cái lúc gần lại đây con chịu không nổi, không niệm vô được. Chuyển qua tụng địa tạng một tháng,
coi như nó hành hạ ngủ không được, coi như cái câu Phật hiệu, cái lúc có tính tâm thì niệm rất tốt, mà tính tâm mình bị lui sụp, công phu mình bị xuống, và một danh hiệu A Di Đà Phật niệm không vô nổi, coi như là nó gặp nhiều chướng ngại và tâm bất an vô cùng, có liền quay về đây liền. Hai thời công phu tụng thần chú Đại Bi, một thời sáng, thời tối, 21 biến, cảm được thần chú Đại Bi, thấy tâm nó yên. Qua hôm sau bắt đầu ngủ lại được. Cho nên Thọ Ấn Quang nó gặp bất trắc thì niệm Quan Âm Bồ Tát thì nhanh vượt qua nhất. Bởi vì bọn phàm phu mình hay chán. Coi là chán không? Ăn một món đó hoài cũng chán. Rồi mặc bộ đồ đó hoài cũng sẽ chán. Đúng không ạ? Con người mình tính hay chán. Cho nên thành ra phải quyền biến trong đó. Phải quyền biến trong đó. Chứ không khi mà nó chán là nó thối chuyển. Mà đã thối chuyển rồi nó ngán như con nếp. Xem câu Phật hiệu ngán, ngán ngơ, ngán niệm không vô. Lại khóc với Phật luôn mà cũng không được là không được. Tâm trạng đó chúng ta có cảm giác. Như vậy thì dụng công phải làm sao? Quyền biến làm sao đó? Trong tâm bốn chữ A-di-đà Phật. Hộ niệm bốn chữ, niệm ra tiếng sáu chữ. Đơn giản vậy thôi mà nó có cái khác trong đó. Nó không có ngán. Rồi cộng thêm nếu người đó đắc lực niệm Phật vào công phu được rồi, tức là thành phiến á, thì 10.000 câu Di Đà phải là 5.000 câu Quan Âm. Coi lại lá thư trả lời khắp đi. Coi lại đi. Rồi vì sao Tổ Ấn Quang mỗi buổi tối là 25 biến hoặc 50 biến hoặc 75? Cái người giữ thần chú Đại Bi được 25 hoặc 50 hoặc 75, họ giữ đều như vậy là công phu họ không xuống. Để đi, không xuống. Còn nếu mà mình niệm Phật mà một ngày 10 muôn là 100.000 câu hoặc 5 muôn giữ đều như vậy, vào công phu giữ đều như vậy, căn lành người này phải nói là họ đi sâu vào công phu được, họ không có thói chuyển. Người này họ giữ công phu đều cũng không thói chuyển. Mà công phu người này thực sự nếu mà đạt những cảnh giới này là phải đắc lực lắm, chứ còn không là thường thói chuyển. Để ý đi. Cảm rồi bệnh rồi công việc này việc nọ, đưa má đi bệnh viện rồi nữa. Mất. Ây. Còn 8 phút nữa là 11 rưỡi rồi. Hôm nay 11 rưỡi là 1 tiếng rưỡi. Giờ thầy Minh đọc lá thư này nữa là xong. Cái đây là Tổ sư Ấn Quang nói là khi nào niệm 6 chữ, khi nào niệm 4 chữ. Rồi người niệm Phật có cần niệm thêm Quan Âm Trì Thần Chú Đại Bi hay không? Cái cách niệm đó là viên tu hay là tạp tu? Hay cực kỳ, đọc xong này là nghĩ là vừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể quý liên hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị lúc nào niệm Phật bốn chữ và lúc nào niệm sáu chữ. Một, niệm ra tiếng thì có thể niệm sáu chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm. Hãy nên niệm bốn chữ. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng buông bỏ lúc chút thời gian nào. Ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Thang Huệ Chấn. Số 2, khai thị 1, niệm Phật nên niệm 6 chữ, niệm 4 chữ cũng được. Như lúc đầu thì niệm 6 chữ, niệm đến nửa chừng hoặc lúc sắp ngưng, bèn niệm 4 chữ. Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô, sẽ thành ngạo mạn coi thường. Trong kinh, phàm chỗ nào xưng danh hiệu Phật, không đâu chẳng đều có chữ Nam Mô, há nên tự lập chương trình. Trích thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập, thư thứ tư trong văn sao Chánh Biên quyển 2. Số 3, khai thị 2, niệm Phật nên niệm 6 chữ, hoặc trước hết phải niệm 6 chữ, đến lúc sắp xong niệm 4 chữ. Từ đầu đến cuối niệm 4 chữ hơi không hợp lẽ, bởi hai chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, cung kính, đảnh lễ, cứu độ con vân vân. Người ta thường mong lẹ, mong nhiều, nên phần nhiều có kẻ niệm 4 chữ. Thường nghe có người chủ trương lợi ích do chuyên tu, chỉ dạy người khác niệm 4 chữ, phát nguyện, lễ Phật, đều bảo là không cần, tức hoàn toàn là một gã ở ngoài cửa, chỉ biết chính mình thực hiện công phu,
chẳng biết cầu sức từ bi của Phật. Trích thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh, thư thứ tư trong văn sao Tam Biên quyển 1. Niệm Phật theo lối truy đảnh dễ bị bệnh. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm kim cang hay thầm niệm đều tùy theo tinh thần của chính mình mà điều chỉnh để dùng. Há nên chấp chết cứng một pháp để đến nỗi bị bệnh ư? Tùy tức chẳng bằng tịnh thính, lặng lẽ lắng nghe. Bởi lẽ tùy tức không khéo thì cũng bị bệnh, còn tịnh thính thì chẳng bị bệnh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 4, đáp lời hỏi của Huyễn Tu Học Nhân. Tổ sư Ấn Quang khai thị trợ niệm nên niệm 4 chữ. Lại nữa, nên niệm Phật hiệu gồm 4 chữ. Lúc bắt đầu thì niệm vài câu 6 chữ, rồi sau đó chuyên niệm 4 chữ A-di-đà Phật, chẳng niệm Nam-mô. Do ít chữ dễ niệm nên bệnh nhân sẽ niệm theo được hoặc nhiếp tâm lắng nghe đều đỡ tốn tâm lực. Quyến thuộc trong nhà niệm như vậy mà thỉnh thiện hữu bên ngoài đến trợ niệm thì cũng niệm như vậy. Dù nhiều người hay ít người đều phải niệm như thế. Chẳng nên niệm một chốc lại ngưng nghỉ, rồi lại niệm khiến cho bệnh nhân niệm Phật gián đoạn. Từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào, tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi để làm căn cứ tự lợi, lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, Đại Sư tự thuật. Từ lão thái do uống nước pha tro hương được gia trì bằng chú Đại Bi mà căn bệnh nguy hiểm được bớt hẳn, đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Trước kia quan chẳng trì chú Đại Bi. Năm Dân Quốc 21-1932, Hoàng Bế Quang tại chùa Bảo Quốc, mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa, bệnh tình nguy cấp, ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh. Người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước Đại Bi. Quan liền niệm ba biến bảo cầm về. Uống vào bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa, Hằng Tôn bèn không về. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thường, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di năm 1937. Nay gửi cho thận tu và lệnh ái hữu trinh mỗi người một bao tro hương Đại Bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy, bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống. Đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi, nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cắt tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày ắt sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thận tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ lành được ngay. Người niệm Phật thật sự chuyên nhất niệm Phật thì thành Phật còn có thừa.
tu hành cố nhiên coi chuyên nhất là quý. Nhưng người chân thật niệm Phật hãy niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát thì cũng có thể giúp cho việc niệm Phật. Vì sao vậy? Phật độ chúng sanh vẫn cần Quán Âm phụ giúp thực hiện. Huống chi chúng ta thượng cầu hạ hóa, kiêm niệm Quán Âm, há có lẽ nào chẳng được. Lời ông hỏi đều là chẳng hiểu lý, nên trở thành cái thấy hẹp hòi, chỉ thấy một phía, chẳng biết còn có một phía khác. Thế đạo hiện nay là thế đạo hoạn nạn. Quán Thế Âm Bồ Tát, đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ. Hãy nên ngoài lúc niệm Phật ra, niệm thêm Quán Âm. Nếu có thể chí thành khẩn thiết, sẽ tự được nhờ ơn Ngài che chở. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập thư thứ 3. Hằng ngày chỉ niệm Phật, niệm Quán Âm, niệm chú Đại Bi để làm căn cứ hộ quốc, hộ dân, bảo vệ chính mình. Nếu như định nghiệp khó thể trốn tránh, bị trúng bom chết sẽ liền vãng sanh. Đây cũng là điều mong mỏi vậy. Chỉ chán nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác, bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thường, thư trả lời cư sĩ Trịnh Phỉ Kham năm 1937. Phật là đại y vương trị khắp những bệnh thân tâm sanh tử cho chúng sanh, nhưng đại bệnh sanh tử do tâm khởi, nên trước hết phải lấy trị tâm bệnh làm điều kiện tiên khởi. Nếu có thể tu trì theo đúng pháp thì thân bệnh cũng sẽ nhờ đó mà được trị lành. Thân bệnh có ba thứ: một là túc nghiệp, hai là nội thương, ba là ngoại cảm. Trong ba thứ bệnh này chỉ có túc nghiệp là khó trị. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật. Hằng ngày trì chú Đại Bi, gia trì vào nước sạch. Có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bắc thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được trì chú Đại Bi, dạy người ấy kiên giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay, niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu thật sự chí thành, sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tốn kém chi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hà, lá thư nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc học nghề y năm 1938. Phàm người tu hành ắt phải lấy niệm Phật làm chánh hành, lấy trì chú tụng kinh và làm các chuyện lợi ích làm trợ hành. Chánh trợ cùng hành sẽ như thuận nước căng bườm trong biển khổ sanh tử này. Mau được vào biển Tát Bà Nhã nhất thiết trí. Nếu chẳng sanh lòng tin phát nguyện cầu sanh Tây Phương, cứ niệm Phật trì chú vân vân hờ hững, thì đều chỉ thành phước báo cho đời sau mà thôi. Nếu bệnh khổ đến mức dữ dội chẳng thể nhẫn chịu được, thì ngoài lúc niệm Phật hồi hướng sáng tối ra, hãy chuyên tâm dốc ý niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm hiện thân trong sát na, tầm thanh cứu khổ. Người nào trong lúc nguy cấp nếu có thể trì tụng lễ bái, không khi chẳng thuận theo lòng cảm ứng, Bồ Tát liền rủ lòng từ che chở, khiến cho thoát khỏi khổ não được an vui. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành thư thứ nhất. Lại phải giữ tấm lòng từ thiện, lợi người lợi vật. Lợi người lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền, mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt. Phàm những tâm, những lời, những chuyện không lợi ích đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm. Đầy ấp bụng dạ là một khối nguyên khí thái hòa, bừng bừng ý niệm vì chúng sanh, lại còn phải chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy nên niệm theo cách này, niệm càng nhiều càng tốt, sáng tối lễ bái niệm bao nhiêu đó. Ngoài ra đi đứng nằm ngồi đều niệm, lúc đi ngủ tuy vẫn niệm nhưng phải giữ lòng cung kính. Hãy nên mặc áo quần, đừng nên trần truồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm, có thể bỏ đi hai chữ Nam Mô, chỉ niệm năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát.
chú bạch y, niệm cũng được, không niệm cũng chẳng sao. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa. Đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rắn độc nuốt nam căn của chính mình. Pháp này màu nhiệm tột bậc, nếu là nữ nhân hãy nên tưởng như rắn độc chui vào nữ căn thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục vẹn 10, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa. Từ đấy càng phải nên điều độ, chớ nên thường ân ái, thì mới mong sống lâu mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục 10 phần, quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế, quyết khó thể mong chi lành mạnh được. Hãy nên nói rõ lời này với vợ, đây là để lành bệnh chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên, đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ lâu lành bệnh. Này tôi gửi cho ông một bao tro hương đại bi kèm theo thư. Tro này tôi đã dùng chú đại bi gia trì hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, lớn tiếng thì có cảm ứng lớn, niệm nhỏ tiếng thì có cảm ứng nhỏ, chứ trọn chẳng có lẽ nào không ứng. Quan trọng là can đảm nói với mọi người, những kẻ chẳng thấy cảm ứng thì cũng chẳng phải là không hề có cảm ứng. Cảm ứng xét về mặt hình tích, có cảm lẫn ứng đều rõ ràng, cảm ngấm lẫn ứng đều ngấm ngầm, cảm ngấm ngầm nhưng ứng rõ ràng, cảm rõ ràng nhưng ứng ngấm ngầm. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi thỉnh thầy Nhật Minh đọc cái đoạn này, đó là nói riêng là để dành cho cô Liên Thanh, cô Thủy ở Iceland, từ bên đó cô bay về, để cô tin tưởng cái pháp môn niệm Phật viên tu, cộng thêm đó là trì chú đại bi, tụng kinh. Hôm nay sáng chúng tôi tụng Phổ Môn, chiều tụng Di Đà, sáng 25 biến, chiều 25 biến, có khi thêm 25 biến lỡ nửa buổi sáng nữa thành 75, khoảng đó là vừa, chứ 108 nó hơi đuối. Còn phải tụng kinh, niệm Phật, niệm Quan Âm nữa mà, coi sách nữa. Cái cách này lâu ngày mới thấy cái sự gia trì của Phật đặc biệt. Hôm bữa chúng ta có nói người trì chú mới cảm giác được cái sự an lạc của trì chú, niệm Phật, niệm Quan Âm, đọc sách thiện thư mới cảm nhận được cái sự an lạc trong đó. Vì vậy cho nên hôm nay chắc mọi người nghe cũng rõ hết rồi. Cái lời Ngài viết, cái văn nó rất là rõ ràng, cái sở chứng của Ngài có trong đó, cái giọng thầy Minh đọc cũng rõ ràng, cho nên là chắc ai cũng nghe và hiểu. Hôm nay có cái cuốn sách mà trong tay ai cũng cầm, đó là Cảm Ứng Thiên Vận Biên, nhưng mà cái chỗ chánh văn á, thì chúng tôi in ra cuốn sách nhỏ này 5.000 cuốn. Hôm bữa đó in ra rồi thì Tánh mới đưa cái đoạn, mà cái đoạn này quan trọng, mà nếu mà biết trước thì Tánh đưa sớm thì in vào trong cuốn sách này nữa thì quá tuyệt hay. Bây giờ chúng tôi đọc vào cái chánh văn mà dịch thành Việt văn chúng tôi thích quá. Nghe mang máng là đọc bao nhiêu lần được bao nhiêu phước báu gì đó, nhưng mà cuối cùng mình lúc trước nghe như vậy đó, có đọc cuốn sách, nhưng mà cuối cùng thầy Tánh lại đưa. Chúng tôi đọc mấy hàng thôi cho quý vị có cái niềm tin mỗi ngày đọc một lần. Thực ra nó không có lâu. Khi mà mình đọc chánh văn này không mà Việt văn, bắt đầu mình coi vào trong cái chú giải hay những câu chuyện đó, thì thích, cực kỳ thích, rất hay. Thái thượng cực nhân bảo rằng, Thái thượng rủ lòng thương mà dạy thiên cảm ứng này, mỗi ngày đọc thuộc một lần thì dứt được mọi tội lỗi. Nói đọc thuộc chứ là mình đọc thuộc lòng chắc là khó, đọc qua thôi. Mình nhìn vô sách mình đọc qua. Mỗi ngày đọc thuộc một lần thì dứt tuyệt mọi tội lỗi. Thọ trì một tháng thì phúc lộc càng bền. Tụng một năm thì thất tổ siêu thăng. Không nhận sách kinh khủng. Trì tụng không bê trễ thì tên sẽ được ghi vào sổ bộ chư tiên. Sửa không? Sách này gọi là thiện thư mà đọc nhiều lần nó có cái tác dụng trong đó. Chán mình cũng đọc,
chúng tôi hôm nay in ra rồi thì mỗi ngày đọc, đọc xong rồi bắt đầu là giống mình thọ trì thiện thư của cảm ứng thiên. Có những cái mẫu chuyện ở trong Vượng Biên nói là có những gia đình họ tan nát, họ khổ đau, họ bệnh tật mà họ thờ phụng mỗi ngày, họ tụng, bắt đầu họ áp dụng cái thay đổi cuộc sống đặc biệt. Thì đó là buổi giảng hôm nay, đến đây chấm dứt. Thời gian cũng 1 tiếng 41 phút. Thì có thêm cái việc đó nữa, đó là ngày mùng 5 tháng 6 thì Dỗ Sư Cô Liên Phương cũng có một số Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng. Ngày 19 tháng 6 thì cũng có cái lễ Vía Quan Âm, lại 500 lạy. Ngày mùng 10 tháng 7 là có cái lễ Vu Lan. Và hôm nay đó thì cái duyên mà cổ Sư Cô Hạnh Hải ở bên Pháp trợ niệm cho chú Thanh. Thì chú này ra đi rất là tốt, nhưng mà có cái điều cũng hơi ngộ ngộ là khi cổ đến thì niệm Phật được một chút thì thấy thổi tướng đẹp, nhắm mắt khép miệng. Nhưng mà gia đình hơi làm kinh động một chút, hơi làm kinh động là kêu ôm ba lăng, tức là kêu cái người đến chở xác đi hơi vội. 7-8 tiếng chở đi rồi, mà khi họ vừa nghe chở đi thì bắt đầu là gương mặt đổi sắc không đẹp và hả miệng. Cho nên ra chúng tôi lúc ở bên Mỹ, chúng tôi có suy nghĩ về cái việc trợ niệm. Chúng tôi sợ bên đó khi mất một cái họ tới họ chở mình vô trong nhà đông lạnh, mới có 10-12 tiếng hoặc là 7-8 tiếng họ chở mình vô không có phòng hộ niệm. Nghĩ đến đó sợ quá, thôi đi về. Bên Việt Nam của mình nó được có một cái đó là nằm mấy tiếng cũng được. Ở đây thường để 24 tiếng. Sư cô Huệ Tịnh lúc chúng tôi đi Hà Nội vô phải đợi cổ, và mọi người đợi chúng tôi về là 36 tiếng luôn. Không hôi thối, không hôi thối. Mà cái quy luật bên nước ngoài, các nước như là Mỹ, Canada, Úc, châu Âu là 8 đến 12 tiếng, có khi là gia đình không hiểu mang đi sớm. Sống thì quý mến thương nhau, mà khi mất cái là tống đi liền. Người bạc bẽo thế đấy. Sợ hôi thối. Sống thì không sợ, nhưng mà chết nhìn nó kêu là hương linh đến bắt hồn mình, sợ quá đẩy đi liền. Người mình nhiều lúc đôi khi cũng đối xử dã man lắm. Đáng lẽ người ta chết người ta nằm đó mình phải thương chứ, phải hộ niệm đồ tới mình phải thương chứ. Cuối cùng chết sợ quá, sợ người chết quá đẩy đi liền. Cho nên thành ra là hôm nay cô cúng dường trai tăng để hồi hướng cho chú này. Cộng lại với cô Hạnh Hằng ở Đà Nẵng cũng cúng dường trai tăng phóng sanh làm phước thiện để hồi hướng cho bố mẹ. Mà hai sư cô này đặc biệt, tôi với Trừ Hương Thiền cũng khá lâu khi thấy ba mẹ bị bệnh, nhất là ba sư cô Hạnh Hải khi mà bệnh tai biến là cô đi về liền. Cô về bên Pháp, cô chăm sóc, cô lo lắng. Và cái đặc biệt là cái lúc trước cổ cũng niệm Phật nhưng mà cổ không dám trì đại bi, sợ xen tạm. Khi gặp chúng tôi gửi văn sao thì cổ chịu đọc và cổ thấy ấn tổ trì đại bi. Thì cái chân của ba cổ trên đầu gối nó cứ ẩm nước, lỡ lét liên tục, không cách nào thoa thuốc hết cả. Mà chúng tôi kêu ngồi trì đại bi tại chỗ ba cổ chứ khỏi lên bàn thờ cho ổng nghe luôn. Thì ổng ngủ rất là ngon và cái bọc nước trong lỡ lét đó khô. Mới vừa rồi cổ nói nó quá màu nhiệm. Mà bao nhiêu người nói hộ niệm mà trì chú đại bi, mà niệm Phật trì chú đại bi nữa là xen tạp. Thì ấn tổ nói là lúc hộ niệm thì chỉ chuyên nhất 4 chữ A-di-đà Phật. Nhưng mà trước khi A-di-đà Phật đó là thêm vài câu Nam-mô A-di-đà Phật. Vài câu Nam-mô, hồi nãy thì mình có đọc đúng không? Rồi sau đó là chuyên nhất niệm A-di-đà Phật, cũng khỏi tụng kinh luôn, khỏi trì chú. Đúng, lúc vô trợ niệm cho người đó là phải là như rước, phải là như vậy. Nhưng mà người niệm Phật không phải là buộc không được trì chú, không được là tụng kinh, không được niệm Quan Âm. Không phải. Phải nhớ cái chỗ này. Phải nhớ cái lúc cái pháp mình quyền biến, phải dùng cho nó đúng lúc, nó có hiệu quả, nó khỏi tác dụng. Cổ tin thần chú đại bi. Ai nói sang tạp kệ, nay con trì chú cho ba con mạnh khỏe, con thấy nó an vui là con làm. Chứ cô Hạnh Hằng cũng vậy. Mà nói như vậy không phải là những người họ chuyên nhất, họ niệm Phật, họ đắc lực rồi mình bắt họ trì chú. Nếu đắc lực thì tốt. Họ thượng tỉnh không ngày hải hiện, một câu A Mi Tho Phật ngày vô công phu. Đây là bậc thượng căn rồi, ấn tổ nói đây là bậc thượng căn rồi, riêng tôi cũng phải niệm thêm Quan Âm, trì thần chú đại bi thôi. Cái cách đó là của Bồ Tát Đại Thế Chí của Phật. Đó, cái đó là chúng tôi nói để cho mọi người biết.
Và nhất là cô Thủy cổ về đây để cổ học cái cách của mình, cổ nói sáng tụng vũ môn xong 15-20 phút, xong rồi đứng lên lạy Phật, xong rồi ngồi xuống để dưỡng cái thân mình cho nó khỏe, rồi lễ Quan Âm, xong rồi ngồi xuống trì đại bi. Cái cách gọi là trộn lẫn pha biến ở trong đó nó tuyệt, nó nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà cái lúc mình đang công phu trong đó là đừng cho nó xen tạp vọng tưởng với hôn trầm thì nó mới là đắc lực. Đừng cho nó xen vọng tưởng với hôn trầm, chứ không phải là niệm Phật trì chú hoặc niệm Quan Âm là xen tạp, không phải vậy đâu. Không phải. Nếu mà người niệm Phật mà lan man không đầu mối, sang tu thiền rồi tu mật rồi học giáo mà không nguyện vãng sanh thì ông tội nói lan man không đầu mối, thì người này xen tạp tu không tới đâu. Còn tất cả trì chú niệm Phật, niệm Quan Âm, tụng kinh, làm phước thiện, hồi hướng về cực lạc thì như căn bùm thuận gió, căn bùm lên niệm Phật thuận gió những cái pháp trợ hạnh nó đẩy đi nữa. Thì hôm nay chúng tôi cảm được điều này và đọc ra để cho mọi người biết. Thôi giờ chúng ta hồi hướng để nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 74 74 74, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561 000 747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 11 11 747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500 1769 0393. Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province, Swip Code BFTVVNVX056, Account No 0561 370 7474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.